Sách thì nó đã chấm dứt rồi, nhưng mà còn cái quyển Quyền Ký của Đức Phật. Vì cái quyển Quyền Ký Đức Phật là khi nào mà cái giáo lý đạo Phật, còn cái khi nào mà cái quyển Quyền Ký Đức Phật á xin tái bản, tôi nói bổ túc thêm mấy chục phần trăm á, cho xuất bản thì cái giáo lý mới xuất bản được. Vì thế mà cũng báo chưa biết á, hôm mà tôi xin tái bản Quyền Ký bữa 29 tây tháng 7 năm 2018, năm nay nó là gần 3 tháng rồi, thì tôi giữ trù 2 chủ nhật nữa tôi sẽ gửi cho ông Nguyễn Công Quánh một cái thơ thứ hai để tôi nhắc lại cái Quyền Ký này. Khi mà Quyền Ký cho xuất bản thì giáo lý tôi sẽ xuất bản, là kêu bằng chấm dứt cái nhiệm vụ của cái đạo Phật truyền tông này, nó hết nhiệm vụ á, sau đó chỉ còn giải đáp một thời gian ngắn nữa rồi thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo là ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có làm được những việc như thầy đang làm hay không? Lỡ như sau thầy mất thì ai sẽ là người nối tiếp? Đã nói rồi đó, dọc mạch nguồn Thiền Tông nó sẽ chảy đi chứ nó không ở đây đâu. Và ai nắm bắt nói được thì cứ nói, chứ thời gian thì nó ở đây không tồn tại lâu, vì nó sẽ chảy đi. Thì còn có phần nó chảy đi đâu thì tùy theo cái địa phương, người nào tâm tài lực có đủ thì dòng chảy nó sẽ đến đó, chứ giờ cũng không nói ai trước. Bây giờ thì cứ coi hết đi, coi nó sẽ chảy đi đâu, ai gan thì nhận, còn không gan thôi khỏi nhận, nó chảy đâu cũng chảy kệ nó. Rồi hỏi đi. Khi con nghe quyển số 8, khi con nằm ngủ con nghe quyển số 8 thì thấy thân của con nó được an vui thanh tịnh mà con rơi nước mắt, mà con biết được mọi thứ xung quanh, thì hiện tượng đó là như thế nào ạ? Cái này mỗi là mình cảm nhận thanh tịnh thiền á. Vì cái này mình cảm nhận thì tự mình biết, chỉ nói ra thôi, chứ còn như thế nào không ai biết đâu. Thì trong kinh Đức Phật đó gọi là cảm nhận thanh tịnh thiền. Bởi vì những người nào mà có thường cảm nhận đó làm những cái bài thơ rất hay. Còn nào không cảm nhận lại làm bài thơ nó cũng hay, nhưng mà không hay lắm. Ta hỏi tiếp đi. Ở người đời á, thường gọi bàn thờ Phật là gọi là Tam Bảo, nhỏ như vậy là có đúng hay không? Người đời á, thường gọi bàn thờ Phật gọi là Tam Bảo, gọi như vậy là có đúng hay không? Tam Bảo là đúng chứ, nhưng mà cái người thực hiện đúng là không là người sao? Tam Bảo là ba cái bảo của thế gian này: Phật, Pháp, Tăng. Phật thì phải đúng Phật, Pháp thì phải đúng Pháp, Tăng thì phải đúng Tăng. Chứ Phật mà mình kêu ổng xin ổng là không đúng. Ông Phật mà xin ổng đúng là. Còn Pháp mình giảng mà không, Pháp mà giảng phải đầu đưa là phải giác ngộ giải thoát. Còn không giác ngộ giải thoát là không phải Pháp của Đức Phật. Còn Tăng thì Tăng là nhà sư thanh tịnh, thể không công chẳng dính bụi trần mới là Tăng. Chứ còn Tăng mà trong áo dính đầy nhóc tự tiện tổng sao là Tăng đó. Phải là Phật, Pháp, Tăng. Phật là phải nói đúng cái lời chân thật của Đức Phật, Pháp là phải đúng cái lời dạy của Đức Phật, Tăng là một vị Tăng phải là thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian mới là một vị Tăng đúng nghĩa. Chứ còn nếu mà ngoài cái này là không đúng, ngoài cái này là lợi dụng thôi, không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Ngày xưa con có tu vật lý, con có rất nhiều kinh sách của Đức Phật dạy, nay con tu theo Thiền Tông thì những quyển kinh này con sẽ làm sao? Đọc lại. Ngày xưa con tu theo vật lý, con có rất nhiều kinh sách của Đức Phật, hôm nay con tu theo Thiền Tông thì những quyển kinh này con sẽ làm sao? Thì cứ để đó chứ làm sao, ai thích thì cho người ta, ai thích thì tặng người ta. Bởi vì người con người ta đã, trong sách ở dưới là 10 cái tầng bậc, mình hồi xưa mình không hiểu thì mình thích cũng thích, mình
mình đi tìm để mình đọc. Nhờ cái thích này mới tìm đọc được cái quyền ký này. Còn nếu mà không đọc, thích đọc sách quyền ký ra cũng bỏ luôn. Thì cái đó thôi, cái đó là gọi là thế hệ trước. Cứ để đó, người nào thích thì tặng người ta, chứ không có bỏ. Nhưng mà cố gắng là dạy, giảng cho người ta hiểu. Thế giới này là cái thế giới nhân quả vật lý cuốn hút bởi điện từ âm dương. Nó nằm ở trong cái quy luật này, không ai thoát ra nổi cái quy luật này được hết. Vì thế mà mình phải giải thích cho người ta, muốn giải thoát thì phải đi ra ngoài cái quy luật này. Chứ ngồi trong đây đừng có xin cúng tụng cầu xin ai, trong này không ai dám làm được hết. Ông Phật làm được, mình ngồi đó mình làm. Ông Phật ông còn sợ mà. Nếu mà ông Phật giỏi á, thì tại sao gia đình là ông bị người cháu á đánh mà sao không ông không đỡ nổi? Thì là dễ giống như cơ diễn đàn cô qua đó, nếu giỏi tại sao mà ông Mục Kiền Liên có thần thông mà không cứu được mình, cũng bị người ta đập chết vậy? Vì trong thế giới này phải hiểu, vì thiền tông nó mới nói được cái này, còn ngoài ra không thiền tông không ai nói được cái này. Mà ta chỉ cũng nói đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà ta không hiểu, ta chỉ nghe cái danh từ chứ không hiểu cái mục đích, cái công thức giác ngộ là gì, công thức giải thoát là sao. Bây giờ chỉ thiền tông nó mới nói ra cái này, nó phân tích từng chi li hết, thì gọi là thiền tông nó ra nó, để nó chuẩn lại cái đạo của Như Lai dạy các mấy ngàn năm trước ổng dạy rất đúng. Nhưng mà sau này bởi vì nó tam sao thất bổn, chỉ là ổng mất rồi từ ba năm là cái đạo ổng nó sai hết rồi. Chỉ ba năm thôi đó, rồi hướng dẫn nào hướng nữa, bây giờ mấy ngàn năm sau sẽ đúng, bây giờ mới chuẩn lại, mà chuẩn bằng thực tế khoa học chứ không phải chuẩn cách mù mờ. Nói một ra một, hai ra hai. Đạo Phật là phải vậy đó, gọi là mới đạo Phật. Vì thế mà đạo Phật nói là đi trước khoa học ở chỗ này. Ngày xưa đó khoa học đâu biết tam giới là cái gì, sau này ta mới hiểu hệ mặt trời. Chính hệ mặt trời là cái tam giới mà Đức Phật đã nói cách này mấy ngàn năm. Tính mình học đạo Phật là phải biết tính Phật là gì, tính người là giàu, tại sao nó có nhân quả luân hồi. Phải học Phật là hiểu cái này, công thức thoát ra như thế nào. Mình hiểu cái này thì mới hiểu là đạo Phật. Đạo Phật đây, bây giờ đạo Phật là nói là đạo giác ngộ giải thoát, chứ đạo Phật trời đã chuyên môn cúng đâu. Mình làm vậy là ô danh của Đức Phật. Hội vị Thế Tử lập ra cái đạo, không thể làm cái trò mà đi cúng được, làm cái trò đi tụng đi xin ai được. Đó, mình là một đệ tử Phật thì nên tìm cách giúp Đức Phật, truyền bá cho người ta biết rằng đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Ai biết hai danh từ này thì đi nói cho người ta nghe, còn không biết thôi đừng nói. Giờ câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là khi ta chết, thân tứ đại thì nó chuyển thành chung ấm thân, nhưng khi chung ấm thân này không vào dòng tộc để đầu thai mà ra làm cô hồn, thì loài cô hồn này có còn tánh Phật ở trong đó hay không? Đã, trong thế giới này nè, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế này nè. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả, mà do nhân quả do ai làm ra là do con người. Còn thần thì là thực thi nhân quả, cô hồn làm linh thiêng để kiếm tiền. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Cứ mà bây giờ mình ở cái loại cô hồn là nó nằm ngoài, bởi vì khi nào mình đi trả nghiệp á thì xuống dưới làm con trâu, con bò hay thực vật địa ngục đó, gọi là trả nghiệp. Còn bây giờ tôi không hưởng nghiệp, tôi không muốn đi theo nhân quả nữa, tôi ra làm cô hồn tự do. Giống như mình ở đây có đứa con ở trong nhà, muốn đi làm ăn thì ở nhà đi làm ăn, nó không còn không phải không ăn không xài tiền trong nhà, đi ra ngoài con cướp giật rồi nè. Ủa thì làm sao gia đình cản được, cái luật pháp không làm được đó mà. Cô hồn này cũng nằm ở dạng luật pháp, luật nhân quả không rớt được tới lời cô hồn. Thì cái luật pháp ở thế gian này, những cái người mà gọi là cô hồn đó, luật pháp không rớt, chừng nào bắt được thì tính. Chứ còn nguyên tắc không để mình phải hiểu. Còn nếu ở tới đây mình tạo phước thì lên các cõi trời, hoặc nước cực lạc, mình phải hiểu nguyên tắc.
Chứ còn bây giờ cô hồn đã cái kẻ hở của thế gian này nó là vậy, giống như cái đất này cũng vậy. Cái người mà ta lãnh làm cứ bằng danh từ nước ngoài, từ mafia rồi, thì ai bắt nó? Nó làm gì làm kệ nó, nhưng mà chuyện nào bắt nó hay mà khó bắt. Ở trên này tứ đại bắt được, chứ mà cô hồn nó mang cái sắc thân bằng điện từ không bắt nó được, mang bằng vật chất mới bắt được. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra nguyên hồn nó nói gì nói, rồi không, nó đi ra ngoài nhân quả. Rồi bởi còn cái mà khi mà mình mất á, mất cái thân này thì trung ấm thân mình nó cái người của mình nó co lại, thành là cái trung ấm thân. Trung này là trung chuyển, ấm là cái bình, thân là cái hình thể. Cái hình thể, hình của người nào nó giống hình thể người nấy, thì ông thần có cái nhiệm vụ là nhìn cái trung ấm thân này nghiệp nằm ở chỗ nào, ông thực thi nhân quả nghiệp đó. Lên trời, nghiệp ở lên trời, ông quăng, ông ném mình lên trên đó. Còn nghiệp xuống địa ngục, ông đạp mình xuống dưới đó. Đó là thần thực thi nhân quả. Cái đất này nó là vậy. Chỉ có Thiền Tông mới nói rõ này ra thôi, chứ không có vì thế mà khi mà Thiền Tông ra đời, nó không có xóa hết nè. Xóa hết những cái sai lầm ngày xưa tới giờ. Đây, Đức Phật muốn nói là cái đất này là cái đất nhân quả luân hồi. Nhân quả chỗ nào thần thực thi chỗ đó, không chạy sót đâu. Đừng có cầu xin ai hết. Không phải như thế gian mình suy nghĩ vậy nè. Ở thế gian mà người ta vô tù, khi người ta ra bị kêu án ra, đừng có xin ai, đừng có lợi kiếm cái ông ấy thả ông này ra, không có thả đâu. Mình muốn thả ra thì phải trước khi vô tù, trước khi bị kêu án. Mình muốn thả thì phải trước khi mình chết, mình phải tạo cái gì để cho chuyển hướng là được, tự mình. Mình phải hiểu nguyên tắc. Vì đạo Phật ta nói rất rõ, chứ không có mơ hồ, không có mê tín, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Mình hỏi nguyên tắc vậy. Câu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là, khi một con người chết đi mà đi theo dòng tộc để trả nhân quả với nhau, vậy có trường hợp nào đi qua dòng tộc khác để đầu thai hay không? Đâu có cái chuyện đó. Thì dòng tộc là dòng tộc, nhưng mà nó có thế này. Ví dụ trong thế đất này nó có mấy dòng tộc thôi, nhưng mà nó có nhân quả liên quan. Thì ví dụ bây giờ cái dòng tộc A mà vướng vô dòng tộc B, khi bị nhân quả thì thần nó phải quản lý. Rồi bây giờ mày đã bị vướng bên kia, qua bên trả quả thì xong, phải trở lại. Đó, nguyên tắc nó vậy. Vì thế mà ví dụ hai người vợ chồng với nhau, có người vợ chết sớm hoặc chồng chết sớm, đây là cái quy luật. Nó làm người chồng bắt buộc phải đi tới cái nhân quả mới, phải kết thúc cái nhân quả đời này, hoặc người vợ vậy, đi tiếp tục làm cái nhân quả người khác. Mà nên nhớ một điều là trái đất này nam là nam, nữ là nữ, không có chuyển được. Vì vô đây là đầu tiên là do cái điện từ âm dương nó hút vô, điện từ âm nó quét vô, nó quăng vô trong cái thế giới này, thì mình là người nữ. Điện từ dương nó cuốn, nó hút đẩy vô là mình người nam, nguyên tắc vậy. Nhưng mà trong cái mà nhân quả nó có thể trả nợ với nhau bằng cái cách này. Ví dụ nguyên tắc người nam làm nuôi người nữ là nguyên tắc đúng của nó. Có khi nếu trả nhân quả, người nữ phải làm nuôi lại. Đó là cái nhân quả vậy thôi. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý, điện từ âm dương, không cách nào thoát được cái quy luật này. Đức Phật dạy cái này để chỉ cho người ta biết rằng cái đất này nó phải lăn lộn như vậy, không cách nào thoát ra được đâu. Giống như trong cái lòng mà không có chạy được, muốn ra thì phải tìm, nó có công thức. Bởi vì đạo Phật nó có 6 pháp môn, một pháp môn chỉ trở về và 5 pháp môn để đi. Rồi con hỏi đi. Câu hỏi tiếp theo là, còn nếu trường hợp từ các cõi trời xuống để đầu thai lại làm người thì sẽ vào dòng tộc nào? Vào dòng tộc trước đây của mình hay là dòng tộc mới? Thì hồi xưa mình ở đâu trở lại đó. Giống như mình ở
ở nhà, ở gia đình A có tiền đi qua đi du lịch nước nào hết nhưng phải trở lại dùng tộc chứ đi về nhà ta sẽ được. Trở lại nguyên tắc là cái đó, dòng tộc nào phải trở về dòng tộc đấy. Nhưng mà này trên đấy không phải dòng tộc là mà có một họ đâu, mình nó rất nhiều họ ha. Mà nói đúng cái gốc ban đầu nó không có nhiều, nhưng mà tại sao nó nở nó sinh ra nó mới nhiều vậy. Chứ ngày xưa đó khi mà trái đất này hủy diệt ấy, chưa trái đất này không còn mấy chục ngàn người thôi, giờ là hiện giờ là 7 tỷ 700 ngàn người, 7 tỷ 700 triệu người. Mà khi nào trái đất này nó bị hủy diệt thì còn có vài chục người thôi, chứ không có nhiều đâu. Nó dần dần rồi 10 năm nó mới phát triển vậy. Giờ mình nhớ rằng hồi Đức Phật Thích Ca đó thành đạo, ổng là có trái đất này có 700 triệu người thôi, mà giờ lên 7 tỷ mấy, cái gì là 2.000 mấy trăm năm, nó lên khủng khiếp vậy. Cái ban đầu nó rất ít, thành ra mình mới hiểu giờ vậy. Hồi xưa đó, cái dòng tộc nó cũng ít chứ không phải nhiều, nhưng mà giờ nó tại nó phát triển ra. Mà nên nhớ rằng cái đất này dù nó hủy diệt, nó tồn, nó sống lại, nó hủy diệt đi, thì cái bây giờ trên thế giới nó là 193 nước, trong đó có nước Việt Nam mình. Có nghĩa là 193 nước nó sẽ bị tiêu diệt hết, sau nó phát triển ra lại cũng đúng 193 nước, trong đó có nước Việt Nam, không chạy thoát ra cái này. Các quý vị lưu coi, giống như cái bong bóng mà nó thổi nó phù lên mà ta không nói xẹt, nó không trở về đó thôi chứ không đi đâu hết. Trừ trường hợp trái đất này rã ra tan ra 10 tỷ năm, mà bây giờ là 7 tỷ mấy rồi, gần 8 tỷ năm, có nghĩa là trái đất mình còn tồn tại được gần 2 tỷ mấy, gần 2 tỷ năm. Giờ con hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là: thầy ơi, cho con biết là khi nào thì dòng tộc bị diệt vong? Khi nào thì dòng tộc bị diệt vong? Đâu có dòng tộc nào diệt xong đâu, nó trở về nguyên hình đó thôi. Giống như vậy tôi nói là không có dòng tộc nào diệt hết, mà nó chỉ hết còn lại rất ít. Rồi từ từ nó phát triển ra, không có diệt dòng. Cái này là gốc trước tỷ của trái đất vật lý này, nó bao nhiêu dòng tộc là nó phải là bao nhiêu thôi, chứ không có diệt dòng mà nó là teo lại còn ít. Thí dụ cái dòng tộc là 1 tỷ người, bây giờ nó teo lại còn 20 người, nó vẫn còn vậy thôi, kêu nó teo lại chứ không có diệt dòng. Phật gia Hồ Vinh ở Mỹ có gửi cho ban quản trị 13 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: người theo pháp môn thiền tông sau khi chết được thiêu là tốt nhất, nhưng ở nước ngoài không có chùa thiền tông để gửi phần cốt này vào thì con phải làm sao? Nói đúng ra đó thì Đức Phật dạy trên đây, cái đất này nó chưa có mấy loài chung. Địa tán, rồi thủy tán, rồi quả tán nè, phải không? Rồi điểu tán nè. Đa số mấy cái người ở Ấn Độ là điểu tán, ta chết đâu có chôn cho mình đâu, đem ra đó rồi để chết rồi thôi đó, rồi chim nó xuống ăn mà nó mổ mà thấy thương quá phải chặt ra từ khúc cho nó ăn cho dễ. Còn mình nó đi á, cái này là ông Phật có dạy cái này. Nói đúng ra cái quả thiêu này phải người thiền tông mới thiêu được, còn người vật lý không nên thiêu, vì người vật lý người ta không hiểu cái này. Mà người ta nếu mà ta ở trong dòng tộc mà thiêu người ta nóng mà, trừ trường hợp với người mày giảng sanh hoặc là lên cõi trời xuống địa ngục đâu ấy. Bởi vì nguyên tắc trong 49 ngày ở trong dòng tộc làm loài ngạ quỷ, ở trong dòng tộc không nên thiêu, trừ khi biết thiền tông. Còn biết thiêu nó phản ứng dữ lắm. Tôi nói thiệt, có nhiều gia đình không hiểu cái này, thiêu tối về nó la sùm rồi đó cả. Mình phải hiểu đâu phải cái nào là cũng thiêu, nhưng mà tùy theo cái thủ tục. Thì trước thì có nói rồi, đất mình là địa tán, nếu là con người bình thường là chôn là tốt, còn cái con người hiểu đạo thiền tông thì mới thiêu, còn đạo khác không được thiêu. Còn trường hợp là mấy anh mà làm cái gì ngoài biển mà chết
hủy tán luôn, chứ không có đem về. Nguyên tắc của nó là vậy. À, còn cái thiêu này là duy nhất chỉ người hiểu đạo mới thiêu, còn không hiểu đạo đừng có thiêu. Thiêu khúc đó rồi gia đình nó xào xáo lắm, nó về nó trả thù đủ chuyện hết á. Rồi câu hỏi số 2: nếu tạo công đức giúp cho ba người về Phật giới thì mình có công đức vô lượng, nhưng nếu mình mới giúp được ba người đó hiểu và họ đang thực tập thì, và mình chết trước ba người đó và ba người đó về Phật giới sau, thì mình như thế nào ạ? Bây giờ cái nguyên tắc á, cái công đức á, mình sống ra đây người đó về Phật giới là mình có công đức á, hoặc là người đó hiểu mà còn sống ở đây mình cũng có công đức, gọi là một phần công đức. Còn nếu mà mình giúp công đức mà mình về được bên Phật giới rồi, cái người về sau đó mà về đem công đức mang về giao cho mình đó. Mình phải hiểu này nè, khi mà mình đi ra này nè, khi mình đi vào ở đây thì một vị Phật ngày xưa chỉ mình vô, thì ông mà ổng sẽ quan sát, vì ngày xưa đó ai vô cái này ổng biết hết á. Thí dụ bây giờ đó là công bố cái quyền ký ở Việt Nam thì cái người nó tụ hội về Việt Nam để nó theo dõi cái này. Chứ bên Tây bên Tàu nó không theo dõi đâu, bên Tây bên Tàu nó không biết đâu, bên Mỹ nó không biết cái vụ này đâu. Khi nào mà mình có công đức rồi nên nhớ là khi nào mà còn một hai ngày nữa đó mình mất á, thì mẹ thì cái vị thầy nó nhào vô là đi vô theo dòng luân hồi, đi theo phân thân một thành một vị Phật đi theo sát mình để dẫn mình đi về. Nguyên tắc mình phải vị Phật nó dẫn mình đi về được. Vì thế mà khi quyền ký công bố ra, pháp môn giải thoát được công bố ra, thì chư Phật đến đây rất đông quan sát người nào có thì đúng ngưỡng người ta dẫn về, còn không có là thôi đi qua cái đất khác hoặc qua cái tam giới khác, chứ ta không ở đây đâu. Rồi câu hỏi số 3: trái đất này có 4 màu da, con người sống trên trái đất này có 4 màu da: trắng, đen, vàng, đỏ, vậy có được xếp vào gọi là 4 dòng tộc hay không? Cái này là nó không phải dòng tộc không thể, hồi dòng tộc nó trùm cả mấy nước luôn chứ không thể đâu. Bởi vì nó thì là bây giờ mình mới hiểu, bây giờ cái người Việt Nam qua nước ngoài ở mấy chừng một đời sau con cháu thành là nước khác hết à, nhưng mà nó vẫn là cái gốc Việt Nam. Mình thấy mình mới hiểu là ngày xưa mà vua Lý Thái Tổ bị mất ngôi thì dòng tộc cũng chạy qua bên Cao Ly ở, chứ giờ họ trở về chính là họ bên Hàn Quốc hết đây, nhưng mà cái gốc họ vẫn còn là cái người Việt Nam. Tuy họ là người Hàn Quốc, người Trung Quốc, nhưng mà họ gốc là người Việt Nam. Thì cái này nó hiểu trong cái quản lý, thần quản lý nó biết hết, thì mình nó không có thể là ra bằng bao nhiêu dòng tộc rồi trở về dòng tộc. Thì cái này nếu mà nó phân tích ra nó cũng hơi khó thì biết rằng cái trái đất này có mấy dòng tộc thôi chứ không nhiều. Còn cái xanh, đen, vàng, đỏ, trắng là cái chuyện là quy luật của nhân quả thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 4: trích ra 4 câu trong 92 câu Đức Phật dạy về dòng chảy của mạch nguồn thanh tịnh thiền, nói rằng huyền ký Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra đất rồng, người ở kiếp trượt rất mong khi qua kiếp trượt không nhìn được hoa, vậy cái kiếp trượt này Đức Phật cũng ẩn ý nói về cái thời nào ạ? Trượt là thời mạt pháp á, khi mà qua cái thời mạt, bởi vì mạt pháp nó chia làm 5 giai đoạn: mạt pháp, thượng pháp, rồi mạt pháp, hạ màn pháp là nó chấm dứt. Là 25 thế kỷ nó bắt đầu nó xuất hiện, mà thế kỷ thứ 30 có nghĩa là 500 năm sau, khi mà cái 2500 năm á, thì cái nguyên ký này nó xuất hiện, mà xuất hiện có 500 năm thôi, mà cái đó là trong thời gian cũng chưa chắc là gì. Đức Phật cũng nói đó, cái quyền ký này nó ra đời nó chỉ cứu giúp được hai cái phần này. Thứ nhất giúp người ta trở về Phật giới,
Hai là ta giúp cho nhân loại nhận ra được cái tánh Phật của người ta, thì nó kiềm chế cái tánh con người ra, thì cái đất này nó diệt vong chậm hơn. Còn nếu sử dụng tánh con người tối đa thì không tới 3.000 năm đâu, không tới 500 năm đâu. Thì bây giờ mình tính là, nếu tính ra là thì nếu Đức Thảo nhận ra này là 1956 50 chứ, rồi bắt đầu nó xuất hiện rồi đó. Mà giờ nó kéo làm sao tới 3.000 vậy? Thì mình phải biết là nó cái thời gian của nó đó, cái kiếp trượt này là trong đó là nó gọi là cái mạt pháp, đời mạt pháp trượt, đời mạt pháp là gọi là trượt, là sau cùng đó. Thì giờ chừng nào qua cái này là hết nhìn rồi, qua cái này hết nhìn được, qua là cái có nghĩa là Đức Phật nói là cái pháp môn Thiền Tông này không còn dạy nữa, nó sẽ chuyển qua cái gì Phật khác. Pháp môn tu quán minh sát âm là tu như thế nào ạ? Có phải là quán về tánh người hay không ạ? Bây giờ minh sát á, thì nó gọi quán, nó có cái loại sát này, sát tuệ, sát cái sự hiểu biết. Chữ minh là cái gì? Là tánh Phật của mình ạ. Sát là giết, dùng cái tánh Phật để giết cái tánh người, dùng cái tánh Phật để giết cái tâm tối của cái tánh con người. Đó, trong cái mà pháp quán 37, pháp quán tiêu thừa, nó có cái mình là minh sát âm, có nghĩa là tánh Phật giết cái âm đi. Nhưng mà đây là tại vì ông Phật ông muốn dụ mấy cái ông tiểu thừa tu ngồi để thấy cho nó vui. Bởi vậy cậu giống như ông minh sát tuệ là cái tánh Phật giết cái tánh người, làm sao giết được thế giới vật lý này thì làm sao giết được. Nhưng mà ông Phật phải bày ra để cho người ta biết, người ta có cách để ngồi ta tu, ta không có tưởng tượng, ta bậy thôi. 37 pháp quán thì trong đó có pháp minh sát âm. Chữ minh này là tánh Phật đó, sát cái tâm tối của con người đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 6. Chùa Vật Lý có gõ mõ, gõ chuông. Chùa Thiền Tông khi đọc kệ dân hương cứ mỗi câu đều gõ chuông thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Chùa Vật Lý á, gõ mõ tụng kinh là, bây giờ tôi nói thật, chùa Vật Lý gõ mõ tụng kinh là ai quản lý cái chùa đó, người ta sẽ về, tôi không biết, tôi không nói ai. Còn cái chùa Thiền Tông Tân Diệu gõ mõ đánh chuông là ta mời chư Phật đến chứng kiến một cuộc lễ truyền thiền thôi, không có làm cái gì thứ hai. Đây là cái tiếng chuông này, mà tại tiếng chuông mà chùa Thiền Tông dân ngân gian ra thì chư Phật đến. Còn cái chùa Vật Lý mà tiếng chuông ngân ra, người nào quản lý cái chùa đó thì người đó đến. Trên cái đất này có hai loại khúc bông, một thần hai của hồn. Để cái chùa nào tùy theo, thì theo chùa đó thờ cái gì thì cái nhóm người đó sẽ đến. Hiểu không? Hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 7. Các đệ tử của Đức Phật sao lại chừa bờ vai bên trái, và khi trình thưa ngài phải chịch vai áo bên phải, ngoài sự kính cẩn còn ý nghĩa gì hay không thưa bác? Cái này cái tục lệ ngày xưa của người Ấn Độ á. Thí dụ con mới lại con trình Đức Phật cái gì, kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy con cái này, con hiểu, con sẽ gánh vác cho Đức Thế Tôn. Trịch ai giáo bên phải gọi là gánh vác cái pháp của Đức Phật ha. Tôi phải kéo cái dây phải mới vác được chứ đây, cái dây trái không có gánh nổi. Ai cũng vậy, gánh vác thì gánh là phải gánh bên tay phải. Thì trình Đức Phật nói vậy, Thế Tôn dạy con những gì mà Thế Tôn dạy con sẽ gánh vác cho, con sẽ truyền cho hậu thế cho. Thì Đức Phật nói tao được, tao nói cho rồi gánh. Thế đó cái tục lệ của người Ấn Độ, thì nó trịch vai áo về. Mà nên nhớ là một tỳ kheo mới được quyền trịch áo bên phải, Phật tử không được quyền trịch áo bên phải. Nên nhớ chỉ có tỳ kheo mới được quyền trịch giả bên phải, gánh vác của đức lời của Đức Phật dạy thôi. Đó là ý nghĩa là trịch giải áo bên phải.
Câu hỏi số 8. Bác có dạy rằng muốn về Phật giới thì đừng có tưởng. Xin bác giải thích rõ cái chữ tưởng này là như thế nào? Chữ tưởng. Chữ tưởng. Cái tưởng này á, không phải là nói về Phật giới mà không có tưởng. Nhưng mà cái tưởng này nó có hai cái loại. Một tưởng thu lợi và một tưởng dẫn người ta về Phật giới, dẫn cho tưởng. Vì thế mà ở trong kinh có nói nha, các ông cứ suy nghĩ trong thanh tịnh, suy nghĩ trong thanh định càng nhiều càng tốt, đó là một người đại giác ngộ. Có nghĩa là anh giúp người ta trở về Phật giới, anh muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà giúp càng nhiều càng tốt, tưởng càng nhiều càng tốt. Thì cái tưởng này là khuyên mình đừng có tưởng tầm bậy, đừng có tưởng những cái gì mà của thế giới vật lý. Cái tưởng này nó có hai cái. Vì cái ý của con, cái ý Phật nó vẫn có cái ý, mình cũng có cái ý, mà mình nương cái tánh người, nó nương cái ý tánh Phật nó làm. Tánh Phật thì cái ý là thấy nghe nó biết thanh tịnh, còn cái ý của mình thấy muốn một muốn đem về cho mình nghe, muốn phải trái nó thì nó cũng là cái ý. Nhưng mà điều cái mình sử dụng ý nào đây? Ý Phật nó khác, ý người nó khác. Vì thế mà ý người nó có 16 thứ tánh. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu được cái pháp môn giải thoát. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi số 9. Thời gian trên các cõi trời có giống thời gian ở trái đất này hay không? Và ngày giờ của nó được tính như thế nào ạ? Thì thời gian thì trong sách đã nói rồi, ở đây tuổi thọ con người 100 năm, cõi trời dục giới 1000 năm. Một ngày của mình là 24 tiếng đồng hồ. Thì một ngày trên đó bao nhiêu? Nhân thêm con zero nữa là nhiều, 240 tiếng. Nó cũng vậy, thời gian nó dài hơn. Mỗi một cái tầng trời nó cách nhau một khoảng cách. Mình đây 100 tuổi và ở trên kia là 1000 tuổi, rồi cõi trời hữu sắc 10000 tuổi. Tất nhiên cõi trời hữu sắc là cái cõi trời mà cực lạc á. Có nghĩa là trái đất này bị tiêu diệt một lần thì bên đó qua một đời người trên đó. Vì thế mà tất cả những nhà khoa học, những nhà mà ngộ thiền, khi người ta mất ta không về Phật giới được, ta phải về trên nước cõi trời hữu sắc, ta nương trên đó để chu kỳ đúng 10000 năm ta trở lại. Bây giờ tôi nói thiệt, giống như là ông Bill Gates, người Mỹ mà chế ra cái tập đoàn Microsoft, ông mới bây giờ học lớp 11 mà tại sao ông nắm được cái này? Ông đã từng ở trên cõi trời hữu sắc ông xuống, tới ngày giờ ông tiếp thu lại cái khoa học này nè để ông phổ biến cho nhân loại biết. Chứ mấy cái người đó ta mất sao không ở, không có lẩn quẩn đây, hoặc là không có đầu thai xa lên nữa, không có lên cõi trời ấy, mà chỉ duy nhất đó cái dòng hoàng đạo ba thôi, rồi mới đúng chu kỳ ở trên đó. Một ở đây mãn 10000 năm, ở trển thì bắt đầu nó mãn 1 năm trên đó. Không? Thành ra đúng chu kỳ người ta trở lại cái này. Thì vì trong cái mà cái bản đồ tam giới người ta đã nói rõ rồi đấy. Thì tuổi thọ cao nhất là cõi trời hữu sắc 100000 năm so với địa cầu. Nó mỗi một nơi nó có cái tuổi thọ khác, thời gian nó cũng khác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 10. Trong một đời của Đức Phật có nhiều Bồ Tát Quán Thế Âm hay chỉ có một? Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là một vị nào mà nghe được âm thanh thì người đó là Bồ Tát. Không phải có Bồ Tát Quán Âm ở đâu. Tại đây thấy có hình và Quán Âm, thấy đẹp là vẽ lại cái sự thật Quán Âm rất nhiều. Không phải có một mình Quán Âm Bồ Tát là một vị mà mình thờ đi thôi. Rất nhiều người nào có khả năng này, bởi vì người nào tu được hạnh Bồ Tát á, thì mà đắc hạnh Bồ Tát á, tu rất khó hơn A La Hán. A La Hán tu rất dễ mà Bồ Tát tu rất khó. Bồ Tát hiểu, Bồ Tát phải là tu bộ hạnh Bồ Tát phải giữ 500 giới, mà trong có cái giới xả thân không ai tu nổi đâu. Trong cuộc đời Đức Phật, ổng có một kỳ, ổng làm tu Bồ Tát mà làm tiên dẫn dục.
vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, ông hỏi ông buồn ông không? Đó nó xả nó không có cái buồn đó. Đó là tu hạnh Bồ Tát. Bây giờ có nhiều người á, tôi thấy á, xin lỗi một Phật tử năm giới cấm làm không nổi, mà làm vậy là Bồ Tát 500 giới, tỳ kheo 250 giới nam, 300 giới nữ. Mà tôi thấy cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mới vừa nói ra mà mấy ông hòa thượng chửi. Hòa thượng hoặc là hiệu thọ đâu có cái giới chửi. 250 giới là gì có giới chửi. Năm giới mà không có mà làm sao đó, mình thấy làm sao ta giữ được. Vì thế mà ông Phật ông nói là chứ mình những cái loại đó nó không phải là cái người tu đâu, ta lợi dụng đạo Phật đó để ta kiếm tiền đó. Tôi nói thật là bây giờ thì tôi nói công khai là gì, tôi nói theo luật pháp cho tôi tự do tín ngưỡng, tôi không nói tầm bậy, tôi nói đúng cho tôi không nói tầm bậy nha. Tôi nói đúng, nếu ông nào nói tôi nói tầm bậy là để tranh luận với tôi phân tích ra. Mà Phật tử năm giới mà không nói dối nữa, mà với ông kia thì kheo 250 giới mà ông tỏ giới Bồ Tát 500 giới mà làm gì có cái chuyện đó, nó dối nó chửi người ta đâu này. Đó, thành ra tôi từ đây tới có ai hỏi cái gì tôi sẽ nói trắng là hết. Hồi xưa tôi nằm trong giáo hội khác là tôi không nói, bây giờ tôi ra ngoài rồi tôi muốn nói gì nói đó. Nhưng mà được, nếu mà ai không chịu lại đây muốn tranh luận, tôi sẵn sàng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 11. Cô hồn ngoài việc làm hiện tượng lạ xúi dục thì cô hồn có thần thông hay không? Thành công đó. Cái chuyện gì làm ở thế giới này nó cũng có đạt có lúc là 10%, 20%, 30%, chứ đâu có khi nào mà đạt 100%. Ví dụ người ta là nó làm hiện tượng lạ, nhưng mà sự thật cái người mà mê tín thôi, chứ người không mê tín sao tin, tôi biết. Mà suy nghĩ là người mà hiểu Thiền Tông biết cái đó là cái gì, ta cười luôn á, anh muốn làm vậy làm tôi cười vậy. Thiền Tông mới nói được cái này. Cái hiện tượng lạ, người xin lỗi, Thiền Tông chưa công bố ra là lại luôn, ai cũng phải lại. Còn bây giờ công bố ra là tôi biết ông là ai đó, tôi biết ông là cái gì rồi. À, thành là còn cái chuyện mà thành tựu phần trăm bao nhiêu là tùy theo cái người, tùy theo trình độ của mỗi người. Còn nó rất lớn là cũng vậy, xin lỗi tất cả cái gì cũng vậy, thì chỉ dụ được vài chục người thôi chứ không có dài vài trăm người đâu. Mà có hiểu ra đấy, cũng có một mức độ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong dân câu 12, trong dân gian ngày mùng 1, 15 người ta thường hay gọi là ngày rằm. Và đối với chư Phật thì các vị tổ thường được truyền thiền vào những ngày này. Vậy những ngày rằm như thế có ý nghĩa như thế nào? Ngày rằm nghĩa là ngày sáng trời, sáng đêm. Thì cho ta tin là cái ngày đó mình làm nó tốt, có vậy thôi. Thế cái đó là nó thể gì vật lý của trái đất này. Có nghĩa là làm cái gì mà trời sáng, trời trong, ngày đêm là tốt. Phải coi theo cái vật lý âm dương, nó có vậy thôi chứ không có cái gì khác hết. Còn trong cái chùa vật lý á, ta sử dụng ngày rằm và 30, nó hai cái nguyên tắc. Một cái nó sáng, còn hai cái nó phá cái âm. 30 là ngày âm, rằm là ngày dương. Nghe không? Dương ta đẩy cho sáng luôn cái âm, ta phá cái âm để nó tạo cái dương. Thành ra trong nhà Phật nó mới có ví dụ là ngày rằm 30. Cái này là cái lý do này, thì cũng nằm ở trong thế giới vật lý thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Lịch âm thì có tháng thiếu và tháng đủ. Có những tháng thì chỉ 29 rồi mùng 1. Vậy cái lịch này là do ai viết ra hay đạo nào lập ra? Nếu mà nói về bên dương lịch đó, thì do Chúa Trời lập ra. Đức Chúa Trời lập ra cái ngày dương, tháng, cái lịch dương. Còn bên đây là ông lão tử lập lại. Vì hai cái vị này thông thiên được, nhìn thấy được cái điều hành của cái trời tứ thiên dương á. Vì thế mà trời tứ thiên dương có bổn phận là phải điều chỉnh cái thời gian này. Nếu mà trời tứ thiên dương không điều chỉnh gì,
Bởi vì trái đất này đó là cái vòng hoàng, vòng bầu hoàng đạo, nó là tới 6 cái trái đất. Mà tại sao 365 ngày? Nếu tính là 300, nếu mà 6 trái đất chia 6 lần 6 36 là 360 ngày. Nhưng mà không được, phải rút lại 5 ngày. Vì cái 5 ngày này mà nó đầu âm thì lão trong chân cái tháng nhuận à, rồi nó cho tháng thiếu tháng đủ. Bên kia cũng vậy. Mà do hai cái vị này thông thiên được, nhìn thấy được cái màu hoàng đạo một thôi, chỉ ông Thích Ca mới hiểu được là năm màu hoàng đạo. Bởi vì ông Thích Ca là có ngũ nhãn, Phật nhãn là xem toàn bộ hết cả càn khôn vũ trụ. Còn thiên nhãn thì chỉ coi tới cái màu hoàng đạo một thôi. Đó, thì người ta mới sắp xếp được cái ngày này. Đây là nó có tiện lợi cho nhân gian, nó cho đúng. Bởi vậy thành ra tại làm sao mà thí dụ tất cả gì các tôn giáo lập ra đó thì người ta chỉ biết được cái cõi trời cao nhất là cõi trời thôi, không đi ra ngoài. Vì thế mà các tôn giáo bất cứ đạo nào trên trời xuống địa ngục coi vậy có hai đường. Đạo Phật nó không phải nói vậy. Đạo Phật là 13 con đường đi, mà nói gọn là 6, có nghĩa là 6 pháp môn tu, mỗi pháp môn nó có con đường đi riêng. Mà duy nhất Đạo Phật Thiền Tông mới chỉ con đường đi ra ngoài, còn tất cả kia không ai chỉ đường ra ngoài, mà chỉ hưởng phước ở trên cõi trời. Nếu mà phương Đông thì gọi là hưởng phước cõi trời Ngọc Hoàng, phương Tây gọi là hưởng phước cõi trời Thượng Đế. Nó cũng một đơn vị thôi. À, giờ con hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là ngày xưa con mở luân xa. Ngày xưa con mở luân xa nhưng mà đã 2 năm nay con không có ngồi thiền để mở luân xa nữa. Nhưng hiện tại trên đỉnh đầu của con có một cái lực hút đè rất nặng. Như vậy con muốn thanh tịnh rỗng lặng hằng chi thì con phải làm sao? Cái lớp này thí dụ mình mở luân xa, chuyển luân xa gì không thành vấn đề. Đây là cái lực bệnh nó chuyển cơ thể thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì giải thoát hết á. Còn cái vấn đề mà thanh định rộng lặng hàng tri thì không có tu. Đạo Phật không cho tu mà thanh định rộng lặng hàng tri là cái gì? Có nghĩa là biết cái tánh Phật của mình là thanh tịnh rộng lặng hàng tri, biết nó vậy thôi là để yên đó, đừng có tu. Nó mình vậy thôi chứ đâu phải là ông Phật có biểu mình đem ông Phật ra tu đâu mà tu. Biết nó vậy để nó vậy, muốn về Phật giới tạo công đức về, học cho biết công thức đi. Và có muốn đi là không, cái này là cái căn bản của Thiền Tông là vậy. Chứ còn đã tánh Phật, đã bây giờ đã Phật rồi là cấm không cho tu, mà giờ mình tu gì? Tu thanh tịnh rồi là sao? Mình tu mà vừa thanh tịnh là cô hồn nó nhập vô rồi đó. Rồi sao đây? Mình tưởng ông Phật xuống chứ sự thật là cô hồn đó. Đừng có, ở thế đấy này không có tu. Thế giới này mà tu là có chừng cái đám mà nó ăn theo đó, nó phá mình đó. Rồi hỏi tiếp đi. Ngày xưa con tu theo pháp môn Pháp Hoa và ngồi thiền hàng ngày từ 3 tiếng đến 6 tiếng một ngày. Hôm nay là con tu theo pháp môn Thiền Tông, như vậy thì con có nên ngồi thiền tụng kinh nữa hay không? Cái này là tự mình quyết định chứ. Hồi xưa đó đi di chuyển bằng tàu, bây giờ di chuyển máy bay, hỏi chứ giờ còn đi xuống tàu nữa không? Làm sao được? Cái là tùy theo mình. Có nghĩa là mình kinh Pháp Hoa, bất cứ kinh gì là gọi là tinh vật lý. Tu để gì? Mình tu để có hai người giám sát mình. Một là ông thần, hai là cô hồn. Còn mình tu đây là tu Thiền Tông không có hai ông, là không ông nào giám sát, kể cả ông Phật không giám sát luôn. Mà chỉ tạo có công đức, ông Phật ông biết, ông nhào vô, ông kiếm, ông kéo mình về thôi. Chứ hoàn toàn không có tu. Còn vấn đề cái chuyện mình tu hay mình tụng, mình cúng, ngồi thiền, đấy chuyện của mình. Bởi vì ngày xưa Đức Phật ổng vẫn tu chứ không phải không, vẫn ngồi thiền chứ không phải không. Nhưng mà hỏi làm gì? Ổng nói ta đi mệt quá, ta ngồi thiền cho nó khỏe. Chứ đâu phải tao ngồi thiền để thành Phật. Ta là Phật rồi còn ngồi cái gì nữa.
Bây giờ ông đã ông nhận được cái tánh của ông là tánh thanh tịnh rồi, thì thời thống tu mà ngồi thiền để điều khiển điều thân tâm, điều thân tánh cho nó ổn định vậy thôi. Thế giới vật lý này phải làm cái gì cho thế giới cái thân này là thân vật lý, phải ngồi cho nó ổn định. Giống như mình mang thân tứ đại phải ăn, thiệt đói nó la lên phải ăn cho nó ổn định vậy thôi. Chứ tu cái gì, đó là cái luật bình thường của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Trong 365 ngày thì có một ngày đi ngang cửa hải Triều Dương và hải Triều Âm. Như vậy thì cửa hải Triều Âm thì tánh Phật đi vào và hải Triều Dương thì tánh Phật đi về Phật giới. Con hiểu như vậy thì có đúng hay không ạ? À? Giờ giải quyết cái vấn đề mà hải Triều Âm. Hay, trong cái tâm giới đó, thì mình nên nhớ rằng giống như cái bầu và giữa trung tâm á, nó có ở giữa cái tâm giới là cái mặt trời. Mặt trời lúc nào nó cũng phát ra, gọi là khoa học nó gọi là phát ra tia gamma đó. Cái tia nó cực độc, nó phá hết nè. Thì sở dĩ trái đất này cái tia mặt trời nó không phá nữa là giờ nó có từng bảo vệ của thế giới vật lý, nó bảo vệ cái tia gamma nó không chiếu vô được. Là nếu mà nó mất, mình mất ở đây mình phỏng người luôn, chiếu phỏng người luôn. Vì thế mà tánh Phật từ ở Phật giới vào 365 ngày chỉ có 20 tiếng được quyền vào thôi. Bất cứ trái đất nào nó cũng nằm có 20 tiếng vào thôi. Nó tuy là 24 nhưng mà 2 tiếng đầu bắt đầu nó che trái đất, nó che cái mặt cái tia gamma này nè. Rồi trong vòng 20 tiếng thật nhanh từ đó nó chui vô từ cái vòng hoàng đậu, cái vòng bảo vệ năm mà chui vô trái đất, hoặc là trái đất nào vô rồi phải tức khắc phải chui vô. Để gì? Nó phải nương theo cái vô rồi trái đất nó mới bảo vệ được. Mà 365 ngày trái đất nó mới quay lại đến một vòng đó. Thì trong đó thì chỉ rót dùng thời gian. Tánh Phật nào muốn vô đây làm người mới tạo đức thì mới đi bằng con đường đó. Nhưng phải trái đất nó che được cái mặt trời. Có nghĩa là mặt đông mà nó che thì mình phải vào mặt tây. Những lúc thì nó mới chui vô được. Khi nào nó quay qua khỏi cái này thì nó mới có cái màn bảo vệ được. À, vì thế mà còn đi ra cũng vậy, thời gian đi ra thì phải một vị Phật á, mới dẫn đi mới được. Còn mình không có vị Phật dẫn là vì khi mình mà tạo công đức nó nhiều rồi đó, nó không còn nằm ở trên cái đất này được, mà nó không có đi lên cõi trời được, thì nó phải ví dụ cái đường từ mặt đất nó đi ra nó là 20.000 cây số đi, thì cái tánh Phật á, cái trung ông thân nó phải nó đeo ngoài đó đó. Rồi do một vị Phật mới dẫn đi, khi nào nó đi ngang cái trung tâm vận hành luân hồi cái hải Triều Dương thì tánh Phật đó mới cùng. Nó có hai cái trường hợp: nếu một vị Phật vào đây để mà độ một người thì vị Phật đó dẫn mình ra về luôn. Còn nếu mà vị Phật mà độ 2-3 người, mấy người kia chưa tới số, ổng ở đây đưa ra đó rồi nó đi ra về, ổng sẽ trở lại. Ông trả lời bởi vì ông toàn năng mà, ông trả lời để ông giết người khác. Còn có nhiều khi mà người khác còn lâu quá thì ông phải về Phật giới. Rồi chừng nào thấy ghê gần tới thì ông phân thân vô tiếp, ông rước mình được. Nó đúng là tánh Phật, nếu mà nói như mình thì giống như là mấy hướng dẫn viên du lịch. Phải ông mới dẫn đi ra mới được, chứ không có, ông biết được đâu mà đi ra. À, thì bắt buộc phải một vị Phật. Mà vị Phật không có hiện hình được. Mà ở vì trong thế giới này cấm không cho làm cái chuyện này. Mà khi mà muốn ấy là phải một cái hoa tiêu. Nhưng mà cái hoa tiêu này nói được nha. Hoa tiêu nói thấy nghe biết hết. Vì cái tánh Phật nguyên thủy ở trên và trên cái Phật, bên cái Phật giới á, nó cũng chỉ là cái bong bóng thôi. Nhưng mà cái bong bóng nó thấy nghe nói biết được hết. À, chứ không phải nó tổ chức như mình. Tổ chức mình là mắt tai mũi miệng, không phải, nó phải tổ chức như vậy. Cách bên Phật nó không phải làm vậy. Nhưng mà vô đây khi là muốn nói chuyện với một người nào á, thì phải ứng thân thành một con người nói để cái người đó hiểu thôi.
Rồi câu hỏi đó hết ý chưa? Không hết thì con lập thêm. Rồi ý cái ý tiếp theo là: vậy chứ các chung ấm thân từ các cõi trời, địa ngục, thực vật, súc sinh thì có phải đi qua cửa hải chịu âm để lại tái sinh làm người hay không? Chịu hải chịu âm, hải chịu dương thì duy nhất cái tam giới nó mới có thôi. Còn ở trái đất nó cũng có âm dương chứ không phải không. Nhưng mà khi mình ở đây mà mình lên cõi nước cực lạc á, thì mình chết rằng là mình đi lên. Có nghĩa là đi lên là hải chiều âm, mà đi xuống gọi là hải chiều dương. Nó cũng một chiều nhưng mà nó giống cái xe chạy hai chiều. Ví dụ bây giờ mình ở đây mà mình lên hưởng phước ở cõi cực lạc đi, thì vị thần quăng mình lên đó là con đường đi lên đó, gọi là con đường dương. Lên đó sinh ra rồi sống 10.000 năm mới xuống, mà xuống đó là con đường âm. Ở nước cực lạc người ta nói á, ông tiên chết thì về âm phủ. Âm phủ là đâu? Là dưới đất này nè. Người ta coi. Còn mình á, ở trên mặt đất này, ở trên mặt đất là dương, dưới đất là âm. Âm đâu của âm phủ đó, tại vì nó là âm dương theo trái đất, có nghĩa là đi ra trái đất là dương, đi vào trái đất là âm, chứ nó không phải giống như cửa hải triều âm hải triều dương của tam giới. Hải triều âm hải triều dương tam giới duy nhất chỉ có một thôi, không có hai. Chỉ có đường hút vô là âm, đẩy ra là dương. Còn cái tại trái đất, dương là đẩy ra bất cứ chỗ nào, âm hút vô bất cứ chỗ nào, gọi là âm dương của trái đất đó là vậy. Rồi có hỏi tiếp. Người tu thiền tông mà sợ nhất là loài cô hồn, vậy có cách nào để không cho loài cô hồn quấy phá mình trong việc tu tập giác ngộ và giải thoát hay không? Bây giờ thì cô hồn thì mấy ông thầy ông cũng giỏi lắm, ông cũng có những cái bài chú ông đọc, có mấy cô hồn nó không dám lợi. Còn mình thì không có gì hết á, lấy mấy quyển sách ra đọc, lấy cái máy la lên cô hồn nó không dám lợi gần, có vậy thôi. Cái này không có trị, tại nó kỵ cái dương, chứ nó không sợ rằng nó không sợ gì đâu. Nhưng mà tại vì nghe cái dương nó sợ cô hồn, nghe bởi nghe cô hồn là hoặc là mấy thầy bùa thì nghe đến giải thoát mà sợ đó. Đó là cái lực, mấy người đó là gì, âm. Ví dụ mấy người coi thầy bùa thì chú xin lỗi là cô hồn nó dựa ổng mới coi bói giỏi, chứ không có cô hồn xin lỗi không có nói giỏi đâu. Vì cô hồn nó có trách nhiệm gì, ví dụ người đó muốn coi bói á thì nó cái công thức của nó như vậy, thì người đó nó phải có những cái bài chú mời cô hồn tới, rồi nói gì nó không biết. Ông đó ngày mai cái đến ông coi bói tôi, ông làm ơn là coi cái nhà ông có nhiêu tiền về để báo cáo cho tôi biết nhà ông cái gì nó hết ở đây. Rồi cái bắt đầu kia về tới nữa, bắt đầu nói hết. Tôi tưởng ông này ngồi đằng kia chứ sự ổng sai cô hồn giúp ổng đó. Mình hiểu nguyên tắc này thì mình thấy linh chứ sự thật. Mấy người đó là gọi là chơi với cô hồn, mà ta gọi là binh gia của ông, mấy người đó là cô hồn, là ông phải cúng lớn nè, phải là có cái thuật cúng để giúp rồi mới sai được người kia. Giống như ở thế gian này những đứa nít đó, cho nó ăn đi được suối nó biểu làm gì nó làm hết à. Thấy không? Mình không đến nhưng mà con nít nó tới, mày lại dò thám ở nhà đó giùm tao đi. Rồi ở đây nó dễ nói mình, đằng kia lại nói mình nó trúng đúng, nó khen. Thì cô hồn là cõi âm, nó cũng làm với cái hình thức này. Chứ đừng có lo cái chuyện này. Đâu con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp: người đạt được bí mật thiền tông thì mới biết được lộ trình về Phật giới. Vậy những người ở xa cũng theo pháp môn thiền tông và tạo được nhiều công đức mà không được nghe cái lộ trình về Phật giới này thì có về được hay không? Nó có hai cái trường hợp. Một, tuy không được nghe cái này nhưng mà thường thường nghe cái này thì chỉ cần nghe được cái bài dặn dò truyền thiền thôi, phân tích được cái hoa tiêu thật và hoa tiêu giả, biết cái hoa tiêu là về được đó, mình không cần. Nhưng mà phải tạo công đức cho nhiều, bởi vì mình mới hiểu cái này chứ để rồi khi nào mình bắt ra mình chớ giới mình thấy vậy là mình không có ở, mình không thấy dòng tộc, mà không thấy ai cả đó, nó cứ quay hoài ở ngoài rìa của trái đất á. Thì mình hiểu cái này thì có hoa tiêu xuất hiện dẫn mình về thì mình đi theo hoa tiêu mình về thì được. Còn mình không hiểu cái này thì mình mới quay à. Nhưng mà quay một thời gian sẽ có một vị Phật đến đây,
mà quay như vậy nó không phải là mau được 365 ngày một vị Phật. Khi nào mà cái cửa mà hải triều âm nó được che lại thì một vị Phật mới phân thân đến được. Chứ mà bây giờ nó đang quay theo cái đấy mà ổng đang đứng ở trên bên Phật giới muốn nhìn thấy này không vô được. Ổng thấy nhưng mà không vô được. Phải đợi cho trái đất nó che cái trung tâm vận hành luân hồi hải triều âm thì ổng mới nương thì nó không vô mới tìm mình được. Thì ổng mới nói ổng dẫn mình về được. Nhưng mà mình cũng đa số như 10 người mà hiểu được cái này là hiểu được hết. Đó là có công đức thì tự nhiên hiểu à. Số muộn cũng phải nghe được một hai câu chứ không có nhiều. Người ta chỉ cần nghe một câu thôi người ta cũng đã về được rồi. Phải hiểu là câu chứ không biết vậy thôi. Còn mình ở đây mình đi theo thứ lớp, gọi là truyền thiền đây, gọi đi theo thứ lớp. Mà nếu mà không có cái này công bố ra thì mình là hồi đó đâu có biết công đức là gì, phước đức là gì, không ai biết. Mới đâu vô còn không hiểu mà không chứ mình làm sao biết. Nhưng mà giờ này thì tông ra đời nó mới phân tích ra mình mới hiểu. Rồi cái về Phật giới cũng vậy, mình phải hiểu mình mới về được. Nhưng mà muốn về phải có một vị Phật dẫn mình về. Chứ không phải là muốn về lúc nào về. Không phải tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Vậy thầy có thể phổ biến rộng rãi lộ trình về Phật giới để những người theo pháp môn thiền tông ở xa không có điều kiện về cũng có thể nhận được. Bây giờ trên mạng đã kêu bằng trực tiếp truyền thiền, ta đã nói cái bài mà kêu bằng dẫn về Phật giới đã công bố rồi. Trên mạng ai chú ý theo cái bài đó giờ đã nói rồi. Thì thí dụ mà người thân mình không về được mà biết cái này thì theo trên mạng. Bây giờ những cái buổi truyền thiền nhà rồi thì nó có trực tiếp luôn đó. Thì bắt nó coi, còn không ấy thì vào trong cái mấy cái YouTube á, nó sẽ chuyển thể cho mình thì coi biết. Mà cái này đã dịch ra tiếng nước ngoài luôn ạ. Thì đừng có lo, dần dần nó sẽ đi đến cái mặt cái bằng công khai hóa thiền tông. Có nghĩa là công khai hóa thiền tông là thiền tông bắt đầu đi xuống. Công khai hóa thiền tông thì thiền tông bắt đầu đi xuống. Thì tôi nói cho biết là lý do sao là tự hiểu, tôi không biết. Câu hỏi kế tiếp. Người thường hay tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật, những người đó có phước hay không ạ? Có gì rồi? Đó là người tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật là có phước đức hay không? Có phước hả? Cái đó nó làm cho vui với phước gì? Có phước là mình giúp người ta vui, ăn vui là có phước. Cái ngồi tụng kinh này mình vui thì vui cho mình thì mình có phước cho mình thôi. Cũng như tiền của mình lấy ra mình đưa ra mình coi, mình bỏ vô túi lại vậy thôi. Chứ không phải người khác đưa cho mình. Rồi hỏi tiếp đi. Cô Phan Thị Lộc à, có hỏi như sau là con đã được ý chỉ thiền tông, gần đây thường nằm mộng thấy cha mẹ ruột và người trong dòng tộc, nay con đã quyết chí theo pháp môn thiền tông để được giải thoát, vậy những hiện tượng đó là như thế nào, xin thầy giải thích giúp ạ. Thấy theo thiền tông mà thấy về dòng tộc đó, thôi con được giải thoát rồi, đi về rồi với mẹ với ba đó. Cái đó là tư dụ á. Có nghĩa là nhớ mà nhớ rồi bắt đầu cúng đi. Má tôi về nằm chi bao rồi cúng cho má ra rồi giờ còn có hiếu. Rồi làm sao vô thiền tông nổi. Có nghĩa là người tu thiền tông là gia đình sợ con giải thoát. Rồi không về làm con, làm ba, làm mẹ nữa. Thì ta hiện ra ta kéo mình lại về thôi. Để mình dứt khoát. Nếu muốn về thì bây giờ nói về. Thì cúng cho má ăn đó, thưa má bây giờ con giải thoát nha, thôi cúng cho má lên chót à, con giải thoát còn má mấy cũng mới trả lợi đi, để sanh lợi đi, để cái dòng thiền tông có đi qua một cái là không 10.000 năm mới có lợi đó, năn nỉ bả vậy. Thì nếu bả mà chịu trả lợi còn có công đức á, cái người cúng có công đức luôn mà. Cúng cho bà má ăn thì mà cúng là gì, cúng để dụ bả chứ không phải cúng để mà nghe bả, phải không? Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp là trung tâm của hố đen không có tồn tại không gian và thời gian, vậy có được coi là cõi vĩnh hằng hay không? Cái trung tâm
cái đường tân để mà kêu bằng hố đen vũ cũ á, là nó không phải là có một cái, có cái hố đen duy nhất đâu. Ở trong cái tam giới nó rất nhiều, nhưng mà cái do cái này là do trời thứ thiên dương á, ta tạo, ta quay quay mà nó không đặt chuẩn, ông phá bỏ, ông tạo cái khác. Giống như mình ở thế gian này đào giếng đó, đào mà không có nước lấp thì đào cái khác, có vậy thôi. Hố đen vũ trụ nó cái dạng này, khi mà ông tạo mà được đặt chuẩn rồi thì mới bắt đầu ông mới sản xuất hành tinh. Còn ông đạt không được chuẩn rồi ông dẹp, ông bỏ cái hố đen này, ông quay cái hố đen khác. Nhưng mà cái hố đen mà nó quay á, nó tồn tại rất lâu, tuy ông bỏ rồi nhưng mà cái lực của nó vẫn còn chạy, thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà bây giờ để tính tới giờ phút này thì cái mà cái tất cả những cái đạo địa cầu mà để phòng hờ cho cái Nam Diêm Phù Đề này này, bảy cái chứ không ít đâu, nó đã có bảy cái sẵn rồi đó. Cái này cũng mất cái đâu thì ông điều khiển cái trái đất khác đưa lại gần cho mình, thấy không? Để chi? Để cho cái người mà còn sống sót bên đó ta dùng phi thuyền ta bay tới. Chứ nếu mà nói mà theo cái không gian, phi thuyền bay không nổi đâu, bay bằng tốc độ ánh sáng bay cũng không nổi nữa. Mà phi thuyền này bay bằng tốc độ âm thanh thôi thì đâu có thời gian bao nhiêu đó. Mình phải hiểu cái lỗ đen là cái nơi sản xuất hành tinh, nhưng mà nó tạo ra, có nhiều khi tạo được thì nó mới làm cái nơi sản xuất, không có được nó quay nó tạo chỗ khác. Mình phải hiểu trời tứ thiên dương. Mình có nhiều khi bây giờ tại nhà khoa học nó rồi sao thấy rất nhiều cái hố đen, không phải có nhiều cái, có nhiều đạt được được không, mà hiểu cái nguyên lý của nó. Rồi câu hỏi tiếp, câu hỏi tiếp theo là loài thần thì rất là nghiêm chỉnh, vậy chứ những vị thầy bùa, thầy phép thì họ sai những loài nào để làm việc? Đọc lại. Dạ. Loài thần á, thì rất là nghiêm chỉnh thực thi theo nhân quả của mình, nhưng mà những cái vị thầy bùa, thầy phép thì sai những vị nào để làm việc cho những vị thầy này? Này trả lời ngắn gọn, cô hồn. Cô hồn thôi, chứ không có thầy bùa nào thay ông thần nổi đâu. Mà chỉ có đọc thần chú á, thì mới sai ông được. Mà đọc cho đúng, mà sai ông là rắc rối lắm. Cho vậy mau là tôi giúp ông. Còn nếu mà ông mà kêu bằng giống như là mấy ông thần giống như con hổ á, đem nó ra sử dụng nó mà phải là mạnh hơn đó, phải điều khiển nó được, còn không nó cắn là chết á. Ông thần à, ông thần đập là chết á. Mà nếu các vị thầy bùa hãy hoàn toàn là cô hồn thôi, cô hồn mà không mà điều khiển, gọi là cô hồn nhỏ đó, gọi là cô hồn. Chứ còn cô hồn mà có đẳng cấp á thì còn không dám đâu, đẳng cấp nó khác à. Mấy ông mà thầy bùa thì ngại, chỉ nói xin lỗi chứ điều khiển mấy kia bằng cô hồn nhỏ thôi, cô hồn mình ở đây gọi là nít thôi, chứ cô hồn lớn không khó có điều đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi hoa tiêu dẫn đường đưa chung ấm thân vào trung tâm dựng hành luân hồi, vậy thì chung ấm thân đợi trái đất đến trung tâm dựng lần luân hồi thì hoa tiêu có chờ chung ấm thân đó hay không? Hoa tiêu có màu vàng ánh sáng, có chói lòa quá hay không? Thì nãy nói hoa tiêu nó mấy cái loại đó, nhưng bây giờ trả lời là vấn đề khi mình ra khỏi trái đất, ra khỏi sức hút trái đất á, thì cái trung ấm thân mình nó bám theo cái rìa của trái đất á, cái sức hút á, thì hoa tiêu nó phải xuất hiện, nó rơi là nó rơi từ đó đi ra ngoài cái sức hút trái đất, nó rơi là rơi chỗ đó đó, chứ không phải nó rơi vào cung rồi từ đó nó quay. Khi nào đến cái trung tâm vận hành luân hồi thì vị Phật mới đẩy mình ra, nếu ổng còn nhiệm vụ nữa, còn không ổng đi về với mình nắm đi ra theo luôn. Rồi vừa ra đó cái trung ấm thân mình tan đây đi thì cái tánh Phật nó hiện rõ ra, là nó phải nhìn thấy liền, hai người đó nhìn thấy biết ở đó là ai là biết rồi nha. Bởi vì tánh Phật mở nó thấy nó biết rồi, nhưng mà muốn định hình một ngôi nhà pháp thanh định phải đi vào cái thế giới Phật giới á, do đó thì điện từ âm dương nó mới nhuộm được, rồi từ đó mới sản sanh ra một kim thân Phật được, do đó mới mở gọi là thành Phật. Rồi lúc đó Phật huynh, Phật con gì đó thì tùy theo cái công đức của mình, rồi nó lớn hay nhỏ. Rồi con hỏi tiếp đi.
Trong kinh Đức Phật có dạy chúng sanh điên đảo đảo điên, xin thầy giải thích giùm con. Điên đảo là nhìn tầm bậy, bây giờ thành ra trong cái kinh mà kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ông Phật có dạy một cái đoạn thế này nè. Ổng khi một hôm ổng đi giết chiếc thuyền á, thì dưới đệ tử ông đâu năm bảy người vậy, ổng nói cái ông kia, ổng nói Bạch Thế Tôn, sao mà mình ngồi đây cái mấy sông nó chạy vậy? Thì tôi nói, ổng nói là con người nó là vậy, con người là không có hiểu, gọi là đảo điên nhìn hết, điên đảo hết gì. Thành mà ổng nói là con người mười phần mê muội cả mười, là gì? Tất cả những cái chuyện gì mà cứ đi theo bên ngoài hết là gọi là đảo điên, đi ra ngoài tìm cái gì là đảo điên hết. Mà đảo điên thì nó là thì được gọi là điên đảo, không ai lắm. Vì thế mà trong kinh Địa Tạng đó, mười phần mê muội cả mười, anh tu cái gì anh cũng mê hết. Vì thế mà ông nói là khi đợi tập, khi mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là khi nào mà đất rộng mà người ta công bố cái pháp môn giải thoát ra đó, thì con người ta sẽ cứu một phần con người không điên đảo. Chứ bây giờ ông Phật nói là tất cả không ai đúng, là gì Phật nhãn người ta mới nói được. Còn mấy ông kia mắc thịt của mình nó xin lỗi mà cái thiền tông này không ra đời thì ai cũng điên đảo, với ai cũng vô chùa lại xói đầu hết, chúng ai mà thoát được cái này đó. Ai nói gì nghe đấy. Bây giờ mình mới hiểu được là miếu là của cô hồn. Nếu mình tu thiền tông không nên đến đó, mà đến là đến chơi thôi chứ không phải đến lại. Còn đó không biết, cũng thấy bả ngồi đó xa xa lại rồi xin. Rồi bây giờ thiền tông mới nói phân đẳng cấp của cái các loài ở trên đế đất này, mình mới hiểu. Rồi mới thế biết là cái nào lê tính, nào là chính tính, mình mới hiểu được nhờ cái này. Thì thế mà Đức Phật cũng nói là chúng sanh mê muội cả mười, mười phần mê muội cả mười, cái là mười phần chị ai quay. Chỉ có trường hợp nào mà đưa ra thì cùng vẫn còn mê muội á, chính cái người tu thiền tông vẫn còn mê muội. Giống như hồi nãy nói tu giải thoát rồi còn kinh Pháp Hoa tụng đã Pháp Hoa nó dẫn mình đi luân hồi, mà mình giải thoát mà không chịu giải thoát mà không còn đi nữa đi, thì ai rầy mình muốn đi nữa là đi, ai rầy mình. Rồi hỏi tiếp. Trong kinh có nói tất cả hình tướng đều là hư dối, như vậy tất cả mọi thứ trong cõi ta bà này đều là không chân thật, như vậy có đúng hay không? Thì đã ông Phật ông nói cho mình biết rằng cái đất này lấy âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà đó, rồi con suy nghĩ đi, âm thanh gõ mỏ trong kinh đó. Còn lấy sắc cầu ta, người đó hành đạo ma, có nghe lại ông Phật ông ra ta đâu có đây mà lại. Cái đó là mấy ông bông cái tượng ra để chi? Nhớ ơn ta dạy thôi. Học theo cái gương của Như Lai, mà không chịu học cái gương Như Lai mà đi lại Như Lai thì là sao? Thì cũng phải là mê muội không? Cõi là Đức Phật dạy một đường, mình làm một nẻo, thì không phải muội là gì nữa. Rồi hỏi tiếp. Câu tiếp theo là mặt trời có quay hay không, và quay như thế nào? Tất cả đều quay hết, bầu hoàng đạo quay hết. Mặt trời, tam giới, Phật giới, trái đất đều quay, nó quay theo cái chu kỳ của nó. Không cái nào đứng yên được à. Nên nhớ là trái đất trong cái này không cái nào đứng yên. Đứng yên không được, bởi vì thế giới luân hồi mà, nó phải luân chuyển rồi nó trở lại chỗ cũ. Dù mặt trời hay là trái đất hay là hành tinh nào cũng phải quay, không quay không được. Không quay là bởi vì vô chịu sức hút nhân quả vật lý của điện tượng vô, bắt buộc phải quay, không có cái nào đứng yên một chỗ được hết. Rồi câu hỏi tiếp. Khi mà những cơn gió cực mạnh hay còn gọi là bão thì nó cuốn hết nhà cửa, xe cộ, con người đều bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vậy thì lúc đó thân trung ấm có bị ảnh hưởng gì hay không? Trung ấm thân mình đó là cấu tạo bằng điện từ âm dương. Giờ mình mới hiểu vậy nè. Bão á thì nó cây cối nhà cửa nó cũng hất tung. Nó là gì? Tứ đại. Còn bây giờ suy nghĩ dù nó có bão gì đó thì điện thoại từ Mỹ nói về không ăn thua. Nó là điện từ chứ đâu phải là vật chất đâu mà nữa. Có nghĩa là nó thổi cái gì vật chất
là nó kéo đi. Còn điện từ bây giờ mình nói á, ví dụ trong cái không gian này nè, mình nói mình tưởng là gì không? Bây giờ nếu ai có 1 triệu cái máy, 1 triệu cái số bấm hoàn toàn có đầy đủ trong này hết, thì thấy cái hệ thống nó chằng chịt ghê lắm, mà nó không ăn thua vậy. Dù anh có bảo không bảo nó cũng vậy thôi. Bảo này là ảnh hưởng đến tứ đại thôi, còn về điện từ nó không ảnh hưởng. Vì thế mà trung ấm tân của mình nó tổ chức bằng điện từ, không ăn thua. Rồi câu hỏi tiếp theo là trong tam giới, không gian trong tam giới có màu gì? Không, bây giờ phải nói là trong không gian tam giới á, thì nó màu không có màu gì hết rồi á. Giống như là mình ở đây nè, còn mình có màu, bây giờ muốn có màu thì nó phải là cái hành tinh bằng tứ đại hoặc hành tinh bằng điện từ. Hành tinh mà cõi trời dục giới thì có 5 màu sắc, cõi trời hữu sắc 12, còn vô sắc thì nó không màu, nó nằm ở vùng 4. Mà khi nào mà còn cái mà cái điện từ âm dương nó bảo vệ tam giới á, thì cái lực hút vô nó đốt một màu xanh đen, còn đẩy ra thì nó đỏ vàng, cái lực đẩy ra. Bởi vì khi mà ông Phật mà ông mở mờ nhãn là ông mới nhìn thấy, ông mới nói hết cho mình nghe, mình ghi lại, mình hiểu ra vậy thôi. Còn bây giờ mình trở về ban đêm, mình thấy hành tinh này kia đó là kim mộc tử hỏa thổ thôi, nó bằng tứ đại, chứ hành tinh bằng cái vòng hoàng đạo 2 đó, bằng địa từ dương mình không thấy, nó xa lắm, mà nó hơn nữa nó bằng điện, chứ không phải mình thấy tứ đại. Mà mình nhớ rằng hành tinh này qua hành tinh khác nó tính bằng tốc độ ánh sáng, điểm mấy kêu bằng nó đi mấy ngàn cây số bằng tốc độ ánh sáng rồi mình tính rồi. Mình đây đi vọng thanh mới tính nổi, chứ còn nếu mà ánh sáng rồi sao mình tính. Tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giây, mà ông bảo đi là 10 năm, mình tính đi, thì hỏi hành tinh nó sách xa bao nhiêu. 300.000 cây số một giây tốc độ ánh sáng, còn tốc độ điện từ nó đi 9 lần của tốc độ ánh sáng. Rồi mình mới tính, ông Phật mới nói rồi mình tính là thì cái con số mình không tính được. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là trái đất quay với vận tốc rất lớn, sinh ra gió, vậy tại sao có lúc gió mạnh, có lúc lại gió yếu và có lúc không gió? Nó quay vậy chứ sự thật là nó cũng nhờ cái lực cản của cái nó lực cản là nó vô nó lực cản gọi là nó ngăn cản bởi cái bảo vệ. Giống như mình ngồi trong cái xe hơi đó mà nó chạy khoảng 120 số đó, mình không thấy nghe, mình mở ra nó nghe ha. Thì tuy nó quay tốc độ cao nhưng mà nhờ cái lực cản này, nhờ cái lực cản nó cản lại, chứ còn không ấy nó quay mà mình cứ tính ra cái đất này đo vòng tròn là 40.075 cây số mà nó quay có 24 tiếng đồng hồ thì phải là đi gần 2.000 cây số một gần 2.000 cây số một giờ. Mà nếu không nhờ cái lực cản này thì làm sao mình sợ con người sao sống nổi? Nói phải nhờ cái lực cản. Bây giờ khoa học có chân văn minh đó, khi mình ngồi trong cái xe là mà đóng cửa kính, nó có máy lạnh mà đóng lên, anh chạy 200 cây số không thành vấn đề, mình không có rồi. Còn nếu mà mở ra coi xin lỗi, mà chạy kiểu đó mà mình cũng văng ra luôn, chứ đừng nói chi lậu nón áo quần của mình à, thì tất cả trên thế cái này gọi là cái sức cản vật lý à. Thì cái đó là do tổ chức của trời khí tiên dương người ta điều hành, ổng dám chỉnh từ thời gian và cái sức quay này kia là do ổng á, do ổng thực thi hết chứ không ai đó. À, thì cái phần này phải vào hết rồi. Còn muốn hiểu này bữa nào á, tổ chức chuyên đề về thần điều hành tâm giới cho nghe. Câu hỏi kế tiếp. Theo pháp môn Thiền Tông, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tay cầm cành hoa, nhưng con về viếng chùa thì nhìn thấy tại chùa có thờ Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy ở tại gia con thờ Bồ Tát Quán Thế Âm có được hay không? Nếu mình muốn thờ gì thờ với ai rầy mình.
nhưng mà phải hiểu nguyên tắc Quan Thế Âm để làm cái gì. Mình đừng có biến Quan Thế Âm thành bà thần. Đa số giờ biến chùa chiền Bồ Tát hoàn toàn thần hết. Giờ Bồ Tát Quan Âm là khi nào mình khổ mình mới kêu, không cần thờ nó. Quan Âm này con khổ đó, ông kêu giật khủi con nè. ổng là mày ra xã đó, ra phường mày thưa đó. Chứ có gì đâu, mình làm bởi vì thờ Quan Thích nên cái gặp ổng sinh vã sinh lại để cho nay việc lô tô nó ra 75 tỷ rồi đấy, giờ cho con trúng thì chết nha. Bởi vì nó sai hoàn toàn hết. Mình thờ cái gì nó cũng vậy. Đạo Phật mình mới nhớ là đạo Phật là đạo giải thoát, ông Thích Ca là giải thoát, còn Quan Âm là cứu nạn cứu khổ. Nhưng mà khi có nạn khổ mới kêu, không nạn không khổ cũng kêu nó làm sao được. Mình thành là biến Quan Âm, Quan Âm là vô tình mình biến Quan Âm thành cái người giữ nhà cho mình. Rồi sao mình đánh giá Quan Âm sao đây? Rồi nếu theo nhân quả mình bị sao? Một vị cứu nạn của khổ mà mình lúc nào cũng đem về để mà cứu nạn khổ mình, còn mấy người kia bỏ hết. Mấy người kia ai chết kệ người ta, bà cứu tôi đi, không kêu kệ. Mà vô tình mình sai bả thành một vị thần. Rồi mình sao đây, mình mang lỗi với bả không? Thờ mà không biết thì còn mang tội. Bây giờ nói rồi phải nói cho thẳng rồi nói thật, nói nó cho rõ ràng ra. Thiền Tông mới dám nói chứ mà cái chưa chùi vật lý nói này không có được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là khi đi tới trung tâm vận hành luân hồi về thì làm sao để nhận biết được vị trí và cảm nhận lực hút có mạnh hơn hay không, hay là chỉ tin tưởng hoa tiêu và đi theo? Mình không đó là kêu bằng cái trung ổn thân mà nó nhẹ cho bộ bóng mà, nó bằng điện mà, nó bằng điện nó chứa nghiệp, ông thần ông quản lý ông quăng mình đi, còn bây giờ ông thần ông thả rồi là mình trôi theo trái đất à, thì hoa tiêu phải dẫn mình đi, phải hiểu cái nguyên tắc đó. À, cung ổn thân nó bằng điện từ chứ không phải bằng thân tứ đại, thành ra phải nghe rằng mình tới đó mà không ai dẫn mình thì nó phải quay, thì vị Phật sẽ thấy. Có nhiều khi thấy thế giới giờ mà vô đâu có ai cho đâu mà ra không ai cho, rồi trôi vòng vòng theo cái rìa của sức hút trên đất, thì duy nhất có một vị Phật đến mới canh được cái ngày cái giờ mà trái đất nó đến trung tâm vận hành luân hồi Hải Thiều Dương được, thì vị Phật nó mới dẫn mà về được thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Và khi vào được trung tâm vận hành luân hồi rồi thì có còn thấy hoa tiêu nữa hay không? Vô đó nó thì vô trung tâm vận hành luân hồi là cái trung ấm thân mình nó tan đi, thì Phật nhãn mình mở ra rồi thấy không, thấy ai thành Phật rồi còn gì nữa. qua tiêu vô đó nó tan rồi, nó trở về vị trí của nó là điện từ âm dương, rồi mình thành Phật rồi, nhưng mà còn thành Phật con á, chưa mới thành Phật tánh thôi, mới trở về nguyên si của tánh thôi. Mà muốn trở thành kim tăng Phật phải vô trở vô Phật giới mới thành Phật được. Rồi hỏi tiếp. Là một Phật tử của Thiền Tông, con đọc quyển số 12 bài kệ số 1, con cứ khóc suốt cho đến khi đọc xong hết bài kệ, vậy hiện tượng đó là như thế nào? Đó là cảm ngộ thiền, đâu có nó bài kệ đó gọi ngâm, có cái tình trạng rồi là cảm ngộ. Khi con tập thanh tịnh thiền thì thấy hiện ra một mặt trời nhỏ, như vậy là hình ảnh đó ra sao? Rồi thiền thấy hiện ra này hiện kia nữa, thì ông Kinh Kim Cang nói sao? Gặp cái gì cũng dẹp hết, gặp Phật còn giết thôi chứ đừng mấy cái đó ông nhầm gì. Cái đó là do cô hồn nó tới, nó thử mình trên vui vậy. Muốn yêu muốn nhào theo nó là theo, ta đã nói rõ rồi. Phàm sở hữu tiếng giai thị hư vọng, cái gì có tướng không phải, giả dấu hết. Rồi phải hiểu cái đó, Kinh Kim Cang Đức Phật đã nói chứ không phải mình chùa Tân Diệu nói đâu. Khi con thanh tịnh thì có nghe tiếng nói là hỏi có muốn giải thoát hay không, con trả lời là muốn giải thoát, vậy tiếng nói đó là do ai tạo ra?
Ông Phật không có nói chuyện đó đâu, chỉ là cái ông mà nãy tôi nói vậy đó. Ông thần thì không nói, mà cái ông nào đó, cái ông mà vô gia cư vô nghề nghiệp nói đó, đi theo ông đó đi. Và con thấy một cái hình tướng có hai cánh tay bắt tay nhau, và con nhận ra gần hai cánh tay đó là của con và vợ con. Vậy con thấy hình tướng đó là như thế nào? Luân hồi tiếp, vào dòng tộc luân hồi tiếp. Cho con hỏi, trước kia tất cả các bài pháp của Phật cuối bài đề Thích Ca Mâu Ni, hiện nay trong Thiền Tông đề là Thích Ca Văn, có gì khác nhau hay không? Thích Ca Văn là cái lời của ông Thích, ông Diên Đăng, ông thọ ký, ông Thái tử Tất Đạt La đó, là gọi là Thái tử Thường Hộ Minh đó. Về sau ông xuống Nam Du về thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Ca Văn, chữ Văn này là ông phải viết ra kinh sách để cho người ta đọc, chứ tức Ca Văn là chữ Văn là viết ra. Còn Mâu Ni là mới nói sau này thôi. Mâu Ni là mầu nhiệm, ông Phật mầu nhiệm thì mới có chuyện lại. Thế mầu nhiệm quá tôi phải lại. Thích Ca Mâu Ni là Thích Ca rất mầu nhiệm. Là ai? Hô thần nhập tượng mới mầu nhiệm. Còn bây giờ Thích Ca Văn nguyên gốc của nó là một vị Phật dạy bằng văn viết. Hiểu không? Rồi hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi kế tiếp là trong sách có ghi cúng dường rất nhiều các đức Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Vậy vị đạo nhân đó là ai? Là cái đạo nhân mình giúp nó về Phật giới đó. Chứ ông đó, ông mới về Phật giới, ông đó thành Phật ra. Bởi vì cái ông đó mình mới có công đức. Còn xin lỗi, cúng một triệu ông Phật mình còn phước đức thôi. Mà phước đức thì nó tan, nó đi theo quy luật nhân quả tan. Còn công đức đem về bên kia sử dụng à, thì gọi là một vạn đức Phật không bằng một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Là mình giúp được một người trở về Phật giới. Người mình nói chứ còn nó hơi sớm. Tôi giúp một người về thành Phật á. Cái câu đó đạo nhân vô tu là người thành Phật đó, gọi là đạo nhân vô. Mới không tu không chứng. À, tu chứng là ở nhân quả, còn không tu chứng phải về bên kia, là chỉ có vị Phật mới có cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là sức nóng của mặt trời ở trung tâm vận hành luân hồi có lớn hơn ở những nơi khác cùng trong cùng một vùng dòng hoàng đạo hay không? Sức nóng mặt trời á, bây giờ khoa học nó gọi là sức nóng của gamma đó. Còn bây giờ trong kinh nó là lửa tam muội. Trong kinh Đức Phật nó là lửa tam muội, nó đốt bất cứ cái gì đi ngang đó. Đó là lửa tam muội. Còn bây giờ á, cái đất nó sở dĩ nó chiếu vào cái đất này mà mình tồn tại nó nhờ có cái cản. Giống như tôi nói là giống như mình ngồi trên xe mà nó có cái kiến nó cản á, thấy không? Nó không có cái này mình chịu không nổi. Rồi còn gì nữa? Còn phần nó còn gì nữa? Nhiệt độ ở cái chỗ khu vực mặt trời á, nó có nóng hơn so với nhiệt độ của những khu khác hay không? Bây giờ cái dòng bầu hoàng đạo mộ của mình là nó gần nằm mặt, gần mặt trời nhất. Nó đã cản rồi. Tất cả các cái hành tinh kia nó sử dụng là cái lực của nó yếu rồi. Nhưng mà cái dòng hoàng đạo 2 nó sử dụng mặt trăng của nó, không phải là lấy ánh sáng của cái mặt trời mà nó lấy từ của trái đất đi ra, nó chiếu ngược ở lại. Mình ở đây lấy ánh sáng mặt trăng là nó chiếu từng trái đất đi vô. Trái đất, cái mặt trăng là trái đất chứ không có gì đó, nó chiếu để nó làm cho cái lực sáng ban đêm. Nó có hai cái lực, một cái sáng ban đêm mà nó có ánh sáng này, nó có cái để nó làm cho cái nước thủy triều á, làm cái hút nước nhỏ nước thủy triều. Thì các hành tinh khác nó cũng nằm cái dạng này, nhưng mà nó tổ chức bằng điện, nó không có giống như cái vật chất như mình. Thì nó cũng lấy bằng ánh sáng mặt trời, nhưng mà nó sử dụng bằng điện, bằng cái hành tinh điện, chứ không phải nó hành tinh tứ đại. Rồi hỏi tiếp. Rồi
Câu hỏi tiếp theo là: trong cùng một năm có những chung ấm thân ở những vị trí khác nhau trên trái đất được Hoa Tiêu dẫn đường, có chờ một ở cùng một vị trí hay không, hay là ở nhiều vị trí? Bây giờ một ngày mà có bao nhiêu người chết về Phật giới thì bao nhiêu ông Phật dẫn về, không đâu phải mà phổ biến ra ai cũng về hết đâu, thì tùy theo. Bây giờ thí dụ tôi nói là một ngày đó mà hai người ba người chết thì ông dẫn về một lượt, còn nếu mà tới bây giờ ông vô đây mà mấy ngày sau thì bởi vì nó chưa qua 365 ngày thì ông phải ở lại, ông lại tiếp dẫn cái người này đi về tiếp. Nó phải dẫn tới rồi tập trung ở đâu á, chứ đâu phải vô liền đâu. Ví dụ một cái ông Phật A đó mà ông giúp 5-7 người, thì bây giờ ông này mà cái đất mới quay qua có một ngày thì ông cứ lại ngồi đây đi, rồi ông đi kiếm người khác thì là đây ngồi đủ, chỗ nào tới ông dẫn hết, ông hết dẫn về hết về một lượt ha. Nếu mà qua 365 ngày là ông đi về, rồi nếu mà 365 ngày sau có thì ông mới ấy lại. Mà nếu mà trường hợp mà ông dẫn về được á thì ông xuất hiện ông dẫn mình về luôn, còn không xuất hiện được là sao, buộc phải làm Hoa Tiêu. Hoa Tiêu là cái lực ông ở bên kia là thế giới, bên Phật giới á, ông làm Hoa Tiêu ông dẫn mình về tới đây này, ông phải dừng tại đây đi, rồi đợi đúng chừng nào cái đất bị che rồi đó ha, thì ông mới phân thân vô nhanh liền mới dẫn về. Nó hơi dài dòng, có nghĩa là ổng dùng cái Hoa Tiêu ổng đưa tới một cái điểm nào để tập kết đó thôi, cứ ở đây rồi đợi chừng nào mà cái trái đất này nó sắp vào trung tâm vận hành rồi thì ổng đến đầu kia vừa che ổng nhào vô liền, nhào chơi chi để ổng mới vào đây được. Rồi con hỏi Tiếp theo là khi mà loài cô hồn nó vẫn còn yêu thương mà con người, có nghĩa là loài cô hồn đi mà phù hộ mình á, thì như vậy là đi trả nhân quả hay là do cái tánh người của mình nó tưởng tượng? Ví dụ cô hồn đó, cô hồn thương phải không, thì do mình mơ ước rồi nó mới thương, chứ còn cô hồn đó, nó thương mà mình không, hai bên mà không đối tác không ăn thua vậy, tại mình ngầm mình mơ mộng thì cô hồn nó mới vào, còn không mơ mộng nó không vào được. Giống như cái mình mở cửa mình mời vô tao mới vô, còn mình đóng cửa mình không mời rồi ai vô được. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Có người nghe trong đầu có tiếng nói chỉ cần dẫn cách tìm gặp được đạo Phật Thiền Tông, vậy thì tiếng nói đó xuất phát từ đâu? Cô hồn đừng nói bắt đầu cái đó, cô hồn ở trên đất nào có xài gì, đừng có làm bất cứ cái gì đó. Tại sao bây giờ đa số những người mà tu thiền tông mà nói là tôi thấy này thấy kia có chừng, cô hồn dẫn nó biết mình vô cái này, nó dụ đủ cách mà, dụ cách để cho mình lạc mà, nó không cho mình muốn về đâu. Vì mấy con người ở đây thì nếu mê tín càng nhiều cô hồn càng thích, nên nhớ là mê tín càng nhiều cô hồn càng thích. Rồi câu hỏi tiếp theo là có người thân trong gia đình mất đã lâu, về báo mộng chỉ dẫn người trong nhà gặp được pháp môn thiền tông, vậy người đó có công đức hay không? Cái đó là không phải là người ấy đâu, mà do một vị Phật á, người ta làm cái chuyện này để chi? Nếu Phật nói không tin, nói cho người nhà nói cho tin. Tất cả những gì mà dẫn đến thiền tông hoàn toàn có hai trường hợp: một là thần phước thiện ở trái đất này, hai là một vị Phật thôi, không có cái người nào thứ ba. Rồi con hỏi tiếp. Có một vị thầy nói là họ có thể xuất hồn ra khỏi thân xác để đến một số nơi nào đó để gặp người cõi âm. Xin thầy giải thích hiện tượng trên. Thì mấy người nào mà có cái tu 37 pháp quán trợ đạo mà có pháp nhưng mà pháp thông âm á, pháp được thông âm thì thấy cô hồn thì sức giả dễ lắm mấy người đó. Thì nếu mà người nào tu trong tiểu thừa mà nó có pháp thông âm, nếu quán đúng cái tầm số âm của cái điện từ âm của loài cô hồn thì xuất hồn được, rồi muốn đi đâu đi. Nhưng mà nên biết rằng khi chết
nhập bọn luôn á, họ đừng có giải thoát, không ai giải thoát đâu đó. Đó là tại vì mình tập sống trong cái thế giới đó mà. Mình chết thì thôi, chỉ rước thế giới đó nó rước mình thôi, chứ không có ai thì khác hơn. Xin thầy giải thích cho con cái hiện tượng tẩu quả nhập ma là như thế nào ạ? Tẩu quả nhập ma là mình ngồi thiền, mình mơ mộng đó, mơ mộng đó, mình xuất hồn đó, mình mơ vừa xuất ra cái anh kia, anh cái hồn nhập vô, ông thế mình. Thì trong dân gian Việt Nam mà có nói là gì, gì sát trương ba gia hàng thịt, nó thay thế cái chỗ đó. Với điều kiện người đó là phải thích cõi âm, thích xuất hồn, thì nó mới có trường hợp là kiểu bằng sát trương ba gia hàng thịt, nó gia cầu đổ thân người đó. Rồi hỏi tiếp, câu hỏi kế tiếp: trong khoảng thời gian nào trong ngày thì người cõi âm có thể hoạt động tự do? Chữ âm là tối, nghĩa là chờ bây giờ nữa, một là gần tối, hai là gần sáng. Sáng quá âm nó không hiện được, mà tối quá thì nó lại thích, nhưng mà thích người ta không ai có. Vì thế mà nó canh chừng giữa gần tối gần sáng thì cái loài nó xuất hiện nhiều nhất. Câu hỏi tiếp theo là: khi con nghe quyển số 8 thì bị buồn ngủ khiến đau đầu dữ dội, vậy hiện tượng đó là như thế nào? Nghe tiếp hết. Còn nếu muốn ngủ thì ngủ đi, cái đó là ngày xưa tại vì mình tu theo cõi âm á, gì khi nào cái quyển số 8 nó phát ra cái lực dương rất mạnh, thành cái loài trong nó chịu nổi, nó khiến cho mình ngủ, mình sợ đó, mình biết đó, thì mình ngủ rồi thì mai mốt mình làm nữa, mình bắt đầu mình không có đọc cái quyển này được. Còn mình cho đó, mình đọc đi, mình đọc không nổi, mở cái máy số 8 đi, tôi bảo hãm 3 đồng mừng ngủ bình thường, không có sao. À, có nghĩa là tống nó ra luôn. Cái thiền tông này là cái quyển số 8 là cái gọi là tống ma đó. Không dám nói, cái quyển số 8 là quyển tống ma đó. Nó, ai là ai, ai mà bị ma nhập, của hồn nhập được quyển số 8 này, nhốn trong phòng đi, cho ăn tại chỗ, mở đi, bảo hãm rồi. Ngày thứ hai là bắt đầu ngủ luôn, ngủ xong rồi ngủ thức dậy cái khỏe luôn, không biểu của hồn nhập nó không dám nữa, vô thì sợ rồi, nó gì đặt rồi. Hỏi tiếp đi. Các vị Phật Bồ Tát có thể phân thân được, vậy còn loài nào có thể phân thân được hay không? Phật thì phân thân, với Bồ Tát lại vì có phân thân. Phật Bồ Tát, Phật thì phân thân toàn năng toàn giác và phân thân. Còn Bồ Tát thì ở trong cái trái đất này, ở trong tâm giới này, ở nước Tịnh Độ, tôi quan sát bằng Phật nhãn, tôi nhìn thấy ở trái đất này kêu người ta thì ta khiến mình đến thôi. Nếu không, Bồ Tát không phân thân, Phật mới phân thân. Phật là một vị toàn năng toàn giác mới phân thân được, Bồ Tát chỉ là khiến thôi. Nhưng nhớ là không có phân thân, khiến mình đến để nơi nào hoặc là cứu nạn, có thể là về nè. Có Bồ Tát nó có linh lực, nhưng mà không phải Bồ Tát làm đâu. Cái người đó đang chết đuối á, nhưng mà nên nhớ rằng đi ra ngoài biển mà đuối chết đuối á, thì kêu Bồ Tát cứu liền, dưới điều kiện báo cho ông thần, báo cho chưa tới số nha, ông đó chưa tới số, ông làm sao cho người ta sống đó. Thì cái thằng quản lý kéo mày lên, ổng có nhiều, ổng cũng chới giới, ổng cũng không có kịp suy nghĩ luôn á. À, thì Bồ Tát dắt ổng kéo lên, thì có nhiều người, tại sao nhiều người họ chết đuối, mà người chết người không chưa tới thì được Quan Âm cứu, và mà không phải Quan Âm cứu mà do thần thừa hành cứu. Ổng nhắc lại thần thừa hành á, bây giờ cái người đó chưa tới đó, hiểu là ông kia mới nhớ rồi, rồi chưa tới thì đi kéo lên, thần kéo lên, chứ Quan Âm không kéo đâu. Bởi vì thần đây là gọi là thần lực, cái sức mạnh đó. Thần mới có cái sức mạnh này thôi. Vì thế mà chỉ thần nó mới nắm được cái trung ấm thân mình quăng đến các cõi trời. Cõi trời nó xa hằng mấy triệu năm ánh sáng chứ đâu có ít đâu, mà ông quăng được là cái lực của sức mạnh chứ không phải. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chỉ vị thần mới làm được, còn cô hồn chỉ làm giấc dưỡng cho nó vui thôi. Giờ câu hỏi tiếp.
con đã là một Phật tử Thiền Tông, biết cái Thiền Tông này đã thời gian rất lâu mà con vẫn chưa nhận ra được Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Vậy con phải làm bằng cách nào để con nhận ra được? Hồi xưa đó, chưa ai biết Phật tánh là gì mới đi tu dụng công cho thấy Phật tánh. Bây giờ Phật tánh chỉ rồi thấy, nghe nói biết rồi, giờ chỉ nhận thôi, thấy chi. Giờ lo tạo công đức đi, tạo công đức thì về. Rồi tự nhiên là Phật nhãn mở ra, mình thành Phật, muốn thấy gì thấy. À, đừng có mong. Mong, bây giờ mình mong rồi, có nhiều khi ông thần ông hiện, hoặc là ông cô hồ ông hiện rồi mình làm. Chính những ngồi mong thì nó bị mê tín, đi vào cái mê tín. Chắc chắn 100% ngồi mơ tưởng được này được kia thì cô hồn nhập, cô hồn nhào vô liền. Rồi không ra tưởng là được rồi, được đi khoe sớm là, rồi mai mốt phải chạy vô nhà thương. Rồi ở tới vị, một vị nay đã 79 tuổi và nay đã ốm đau, mà trước kia thì bà có thường đi hầu bóng và tu theo pháp môn vật lý. Nay mình muốn giúp bằng cách nào để họ nhận ra được Phật tánh thanh tịnh của chính họ? Giờ đọc sách rồi biết Phật tánh như nhận gì. Hồi đó không biết thì đi kiếm, bây giờ nó nói rõ ràng rồi. Phật tánh mình là thấy nghe nên biết thành thanh tịnh tự nhiên vậy thôi, chứ đi tiếm chi, nó phải chỉ trước mặt nó chịu nghe. Rồi đi tiếm gì, đi tiếm rồi mong cầu rồi cô hồn nhập vô, rồi khúc đó nói là tẩu quả nhập ma luôn đó. Rồi hỏi tiếp đi. Trước khi đến với Thiền Tông, con có tu theo các pháp môn vật lý và có tự lập ra một bát hương thờ Tam Bảo và Quán Thế Âm Bồ Tát. Nay con muốn dẹp bỏ có được hay không và chuyển đi đâu? Cái này không có dẹp bỏ gì hết trời á. Hồi đó là mình thợ gì á thì tao đưa cái hình ông Thích Ca cầm gành sen lên đưa văn thù Phổ Hiền, nó có hai cái kiếm liền con voi đó quay kia chạy hết rồi. Thấy Phổ Hiền cỡ sáu voi tới sáu ngà tới rồi bắt đầu nó chạy, sáu cái lục trần nó chạy mất khỏi dẹp. Rồi gặp như cái kiếm của dân thù á, không chạy luôn, nó đâm mình chết đó. 16 thánh người nó còn đâm được, nó dép còn được thôi. Chứ dùng mấy con ma là chuyện nhỏ, đưa vô là tự nhiên xong, đừng có, không có cốn, không có nói gì, đưa vô thế là xong. Rồi câu hỏi tiếp. Trong cái gia mình ngoài việc thờ tổ tiên ra, thờ có thờ ông Thổ Công hay là Táo Quân hay không ạ? Tức là ngoài việc thờ tổ tiên có thờ Thổ Công và Táo Quân hay không? Thờ tổ tiên với Thổ Công hả? Thổ Công, Táo Quân. À, Táo Quân. Táo Quân, Thổ Công đó là lục thần, thần thổ địa, Thổ Công. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá đó. Cái đó là về thần thôi. Còn bây giờ mình muốn thờ á thì trong cái nhà mình dù muốn dù sao là ông Phật là ông giải thoát đưa lên cao. Tổ tiên mình ở dưới, tổ tiên mình là phàm phu ở dưới, phải thờ cho đúng. Ông trên ông Phật là ông giải thoát, dạy chúng đi ra thì phải để lên trên. Tổ tiên là nhớ công ơn ông bà cha mẹ là phải để dưới. Còn mà Thổ Công mình thờ cũng thờ thôi, chứ còn cái chuyện đó là tùy hỷ thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng cái đó là cái kích xưa rồi thì thôi bây giờ mình hiểu thôi. Một là mình thờ giải thoát, hai là nhớ ông bà cha mẹ mình gọi là tổ tiên. Chứ còn mấy kia thì cũng nên dẹp bớt đi, cũng nên khuyên vậy thôi, còn muốn thờ thờ cũng ai nói à. Trong 36 vị tổ Thiền Tông có được dạy, có được thành Phật hay không, hay còn đi luân hồi? Cái phần này là mà làm sao biết được. Bây giờ người ta nói thật là tất cả 10 đệ tử lớn của Đức Phật á, thì thật á là ta có công đức đủ á, nó mới làm đệ tử lớn của Đức Phật. Có người thì đồng ý đi theo dòng luân hồi để dẫn cái mạch nguồn thiền này đi. Còn cái chuyện mà các vị tổ muốn về Phật giới dễ ợt, khó khăn. Bởi vì ta đã có sẵn rồi, ta muốn về lúc nào ta về, đã là tổ. Tổ là đã thay Phật chứ không phải nhỏ đâu. Tương đương, tôi gọi là phó Phật chứ không phải nhỏ đâu. Thì ta muốn về lúc nào ta về.
Còn sở dĩ mà chuyện mà trong kinh, trong sách nói này nó kia là đương nhiên là cái thủ tục mà muốn làm tổ phải có cái công thức, anh phải làm đúng công thức anh mới làm tổ được, có vậy thôi. Còn cái về Phật giới thì người ta có công đức nhiều, người ta muốn về lúc nào cái chuyện của người ta không đừng có lo, tổ muốn về lúc nào về. Nhưng mà có một điều, Quan Âm không được về, Bồ Tát không được về, tổ được quyền, còn Bồ Tát không được về. Nó thật, Bồ Tát muốn về phải tạo đúng cái công thức của nó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp, tài sản của cha mẹ để lại cho con, khi cha mẹ đã qua đời, con lấy tài sản đó để tạo công đức, thì công đức đó cha mẹ con có hưởng được hay không? Không, hoàn toàn không. Công đức của do cái người làm ra được, chứ cha mẹ không ăn dính dáng gì cái vụ này hết. Vì cha mẹ sống theo quy luật nhân quả luân hồi, vừa mất rồi đã đi rồi, không có kêu bằng lo lót được cái chuyện này. Công là ta thức, công đức phước đức là do con người đã tạo ra. Tuy là mình để lại tài sản này đừng có hồi hướng, không có gì nói hồi hướng là cho nó vui thôi chứ không có được, cái đó nó qua đời rồi thôi, nghiệp ai nấy lo, thấy không? Thở dĩ cha mẹ mình đến mình làm cha mẹ là tại vì ông bà có nghiệp đẻ tôi ra, có vậy thôi. Ông bà xong rồi đi làm chuyện khác của ông bà, đó là cái quy tắc thế giới nhân quả nó là vậy. Còn làm bổn phận làm con chặt cháu là phải có nhớ vậy thôi. Cái đó là còn khi mà mình về Phật giới thì cái chuyện của thế giới vật lý thôi, trả về cho thế giới vật lý, không tiếp nữa, không theo nó nữa. Chứ đừng có đã mình đi giải thoát rồi những cái kia mình biết để đó thôi, chứ không mang theo. Mang theo giờ cái vô hải triều âm nó cũng tan mất hết rồi. Vô hải triều dương nó cũng tan mất hết rồi. Câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Con là một Phật tử Thiền Tông, vào ngày rằm tháng 7 vừa qua con có cúng củ quyền thất tổ theo kinh Thiền Tông, và khi tụng đến và phần cuối của kinh cúng củ quyền thì bị gợn người hai lần, vậy hiện tượng đó là như thế nào? Cái đó cô hồn cảm ơn con chứ không phải ông bà cảm ơn rồi. Nên nhớ rằng củ quyền thì nếu ở vô củ quyền thì phải thực thi theo nhân quả, đi theo luân hồi. Còn bây giờ con cúng thì đương nhiên là phải có cô hồn quyền, con không ăn thì cô hồn nó phải vô ăn rồi có gì. Bữa nay nó ngon quá nó vuốt con cái cho lợn người cho nó vui thôi, chứ không có thôi đừng có tin cái gì. Không tin ông bà có nghĩa là cúng ăn ngon quá vuốt trong cái rồi ông nghe ngon quá rồi cảm ơn rồi mình tưởng rồi này linh thiêng cũng được. Có nghĩa là giao dòng tộc là bắt buộc đi theo nhân quả tiếp. Có nhiều người nha, nói thật là chết bữa nay ngày mai giảng sanh rồi đi luân hồi đi qua cái thế giới khác này. Cái nghiệp của ta tới mà, nghiệp ta tới rồi không có rồi thấy này thấy kia là xin lỗi là cô hồn không, chứ không phải ông bà mình đâu. Nếu ông bà mình mà khi mình chết qua 49 ngày mà còn ấy thì mình là ông bà mình là cô hồn mà. Cô hồn mới làm được cái này thôi. À, rồi cũng có này kia nọ, nhưng mà điều mục đích á, đa số thấy đó là phải cúng là đúng bảy mấy ổng rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp, có phải Đức Phật Thích Ca lấy 6 pháp môn tu từ nền văn minh không gian từ Đức Phật Cổ Nhiên Đăng hay không? Không có Phật Cổ Nhiên Đăng 100 một Phật ông nào cũng vậy, xuống đây muốn dạy lấy đầu Phật ở trên nền nhân minh không gian để đây lấy xuống dạy mình rồi làm bộ nói này kia nọ chứ từ cất cái trời đó. Bây giờ thế giới này mà dù có hủy diệt hết thì sống hết đi, rồi dừng chế tạo xe bom nguyên tử này kia nọ, rồi văn chương này nó lại đâu mất hết rồi, đem về nền không gian. Bây giờ mình hiểu thế này nè, ví dụ bây giờ một người ta nào người ta nhắn tin đến cho mình mà mình không mở máy mình nghe đi, bây giờ có điện thoại thì mới dễ thì dễ tính. Cái tin đó mình không tiếp nhận nó nằm ở đâu? Nằm ở trong không gian chứ đâu. Cho nên mở máy nó chạy vô. Thì trong ông thằng cha bưng ghét á, nó tới tuổi rồi nó tự trên kia xuống có mới có mười mấy hai chục tuổi. Nó nhìn thấy cái này nó lấy ra đem nó mở cái công ty Microsoft.
nó lấy từ văn minh ra. Ông Thích Ca cũng lấy như vậy đâu, chứ nó không có đâu, ổng hết dạy nó cũng chạy về trển á, đưa về trển á. Từ hình thức cái nhà, cái gì trên thế giới vật lý đều trở về nền văn minh không gian hết. Rồi từ từ người ta khám phá, ta lấy ra, ta nhảy lấy ra. Nhưng mà lấy ra là nó gọi là nó phải có cảm thông, cảm thông mới lấy được. Mình nhớ là thứ nhất là mấy cái ông mà kêu bằng kiến trúc sư á, mới hiểu cái này rất rõ. Mới vừa học á, tại sao trường đại học á, mấy cái trường đó là 500 người kiến trúc sư á, nhưng mà trong đó có 1-2 người rất xuất sắc. Tại sao? Người nó cảm thông được, nó mới lấy ra cái này, nó mới vẽ được, nó cấu trúc được một cái xây dựng. Thì nó có lấy đâu, nó lấy mà con người ta tưởng đâu là con người ta suy nghĩ ra, không phải. Đó là lấy suy nghĩ nó phát, nó lắm, nó nấu được cái từng nền văn minh không gian, nó lấy đem về đây. Đầu ông Thích Ca giờ có mất, giờ Thiền Tông nó có mất rồi, nó trở về trên đó, nó cũng nằm pháp môn vậy thôi. Rồi nhưng mà cái người đầu giả rồi lúc sau người sau chạy, tại sao nó lệch là vì người ta tu đạo Phật là tu giải thoát, mà họ quên cái chữ giải thoát, mà họ là mê giải tiền, thành nó trật lắc. giải tiền người này giải gì ta, đó đâu nhỉ, đó là tại sao tu Đức Phật cũng dạy câu ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bản ngã, lãnh Phật độ sanh. Mà không độ sanh mà cái kêu bằng ly, kêu bằng không ly gia, có vợ nhà ra các cái chùa ta to nữa. Sao đây đó mà lắm, mình tu mà giải thoát mà đi các cái chùa ta to là giải thoát cái gì? Giải thoát là mình phải dạy người ta giác ngộ là gì, giải thoát là gì mới đúng. Còn mình không biết mình làm sai rồi, từ từ đến cái hệ này nó chồng lên. Thì nếu mà tính là có là một đời người là 100 đời đi, và 2500 phải mà mấy không, mấy trăm đời không, nó là sai, nó bắt thang sai, từ sai đến sai. Vì thế mà đạo Phật thì trong ra đời để là chuẩn lại cho nó đúng lại với cái đạo Phật. Đạo Phật là đạo giải thoát, còn tất cả các đạo khác không ai dạy giải thoát, mà dạy các đạo khác á, tôi nói giờ đạo nào vậy, tu để lên trời ở hưởng phước thôi, hoặc là đừng tu để đừng xuống địa ngục thôi, chứ có vậy thôi. Còn đạo Phật không phải vậy, đạo Phật chỉ 5 con đường đi, 5 con đường luân hồi, 1 con đường trở về Phật giới. Đạo Phật duy nhất chỉ đạo Phật nó có nói cái này thôi, còn ngoài kia không có. Bây giờ đạo Phật hiện tại không ai nói, mà giờ chỉ chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra là người ta chửi là đúng rồi. Bởi vậy thành ra đó, tại ông không có tu mà ông nói chuyện giải thoát, ông là điên đúng rồi. Thì tôi hỏi chứ ông Phật có cạo đầu không? Hỏi ông Phật có cạo đầu, ủa ông cũng dạy giải thoát, ông cũng để cái tóc, tôi cũng để tóc, ai rầy tôi? Tại ta không hiểu, có nghĩa là anh cạo đầu là anh muốn làm thầy, còn tôi không muốn làm thầy, tôi muốn giải thoát, tôi để cái tóc. Mặt trước ổng nó ôi sư phụ mình sao thì phải làm vậy, chứ phải không trốn. Bây giờ hỏi đi, bây giờ nếu mấy thầy gì cạo đầu giải thoát sợ nói từ ngày hoàn toàn không ai nói được hết. Nói tôi làm thầy chứ tôi đâu phải tôi dạy giải thoát. Làm thầy thì tôi kiếm tiền chứ đâu phải tôi dạy giải thoát. Tôi nói hiểu không, tiền hỏi thế đi. Người theo pháp môn Thiền Tông thường hay bị quấy phá, làm sao để tránh hay giảm sự quấy phá đó? Quấy phá gì? Hay quấy phá? Tức là thường ví dụ người theo pháp môn Thiền Tông á, hay bị cái chuyện quấy phá đó. Quấy phá thì người ta chửi mình thì mình chửi lại. Còn cô hồn á, cô hồn đó nó quậy phá mình thì đem 36 ông tổ trừ đó. Có 36 tổ giữ nhà cho mình đó, đem ra trừ. Nó hai đường, người thế gian quậy tôi quậy lợi. Chơi như Trần Nhân Tông à, nước tôi mà ông chiếm mà tôi lại tôi đánh ông à. Ông đừng có chiếm. Còn bây giờ có hồn mày à, rồi tao không vậy, tao không thấy mày đâu, tao chờ mấy ông tổ đưa cho mày đưa. Chống đôi, đọc đi coi có chả nào giáo phá không. Mà thiên linh cái còn chạy luôn chứ đừng nói về cô hồn thường. Thiên linh cái gọi là cái bằng cô hồn mà gọi là có đẳng cấp á. Nó luyện tới đẳng cấp. Nó triệt được người này người kia, gọi là thiên linh cái. Rồi hỏi tiếp đi. Tính theo thời điểm hiện nay,
đến bao lâu nữa thì nền văn minh sẽ tiến lên thêm một bậc? Bây giờ muốn nền văn minh muốn tiến lên thì cứ lên mạng coi nha. Bây giờ cái thời kỳ này gọi là thời kỳ nguyên tử. Một cái hồi trước năm 1945 á, thằng Mỹ nó thả, nó thằng Mỹ không ai tạo làm cái trái bom nguyên tử mà do thằng Đức, thằng Mỹ nó đốt rồi nó bảy tám trái rồi đem về dục cho thằng Nhật hai trái. Đó là một thời kỳ nguyên tử phát tung cái chết chóc này nè. Thì trong kinh Đức Phật có nói là nó có ba cái thời kỳ. Một là thời kỳ điện nguyên tử, thời kỳ quang tử ở điện tử và thời kỳ quang tử. Đến thời kỳ quang tử thì trái đất này khó dữ lắm. Mà bây giờ khoa học nó đã chế ra được cái bom gọi là điện tử. Nó đã chế được rồi đó. Là biết đồng vào kỷ nguyên thứ hai của diệt vong. Mà vì cái điện tử này nè, nó không phải nó không phải nén bằng cái chất của cái đất hoặc là cái đá. Cái đất mà nén thành cái bom nguyên tử á, thì cái cường độ nó phát ra đường kính 5 cây số, 1000 độ. Còn nếu mà nó nén bằng đá thì đường kính ra 50 cây số, 5000 độ. Có nghĩa là rồi bây giờ nó chế ra cái bom nguyên tử mà còn nó cấu kết bằng điện tử, nó không bắn dưới trái đất mà nó bắn trên trời. Rồi nó chụp một cái đường kính của nó là 100 cây số, dưới này tiêu hết rồi tính đi. Mà bây giờ trên mạng á, thì nó có phổ biến cái này. Thằng Mỹ nó chích thân cho thằng Mỹ luôn. Có nghĩa là nó thả một cái bom ở trên không gian mà ở trên Thái Bình Dương á, cái đường bán kính của nó là 1/6, 1/8 cái đất này. Có nghĩa là trái đất này nó dùng chừng mấy trái tiêu hết. Chứ không còn bom nguyên tử là chuyện nhỏ thôi. Không phải bom nguyên tử còn có 5 cây số, đường kính 50 cây số. Nó chụp cái lên trời mà mở mới một cái vậy. Mà đây là tới bắt đầu dồi về thế giới nguyên tử. Còn mà bằng cái thế giới điện tử, còn thế giới quang tử là lấy bằng ánh sáng, bằng năng lượng mặt trời. Có nghĩa là nó phá cái năng lượng mặt trời này, nó phá cái tầng ozone á. Thằng nó không chết mà thành cái tia sáng gamma nó chiếu mình chết. Đó thì cái đó mình sẽ hiểu rồi thế nào. Nó phá được cái tầng ozone thì xin lỗi khỏi cần đánh ai hết á. Khỏi cần. Tôi bảo nó 24 tiếng rồi người nhà ta lột da hết. Đó nó chui vô núi sống đi. Đó nếu thời gian người đâu ông Phật ông nói vậy. Ba thời kỳ nguyên tử, điện tử và quang tử. Rồi bây giờ bắt đầu điện tử bắt đầu xuất hiện mà thằng Mỹ đã tuyên bố rồi đó. Rồi suy nghĩ đi, rồi từ chừng nào cái đất này nó là sao tôi không biết. Thì ông Phật ông nói là khi nào mà công bố quyền ký là mấy trăm năm sau là không còn. Thì sở dĩ mà cái pháp môn thiền tông là ra đời để chi? Nó kìm hãm cái tánh con người lại. Thôi ông ơi, ông sử dụng tính người chết hết, ông sử dụng tính Phật đi. cái pháp môn này á, là nó bảo mấy ông lãnh đạo ơi, làm ơn ông là sử dụng cái tính Phật đi cho nó nhẹ chút. Ông có nghe không? Nếu ông nghe là tốt, không nghe ông sử dụng tính người tối đa rồi sao? Rồi ông có bao nhiêu ông chơi bao nhiêu rồi mình còn sao không đây? Nó cái gọi là thời kỳ thành trụ hoại diệt của trái đất này. Nó phải đeo theo cái chu kỳ này ra ngoài là không thoát được cái quy luật này. Bây giờ suy nghĩ ai cũng đua tranh làm bao nhiêu cái vũ khí giết người, không lẽ mua chế ra để dồn tức ra xài mà thằng nào cũng có thằng này thì giết tao giết mày vậy rồi hai đứa cùng chết. Đó, mình phải hỏi nguyên tắc ra giờ hỏi tiếp đi. Dạ, hiện tại giờ hết câu hỏi, có vị nào đặt câu hỏi trực tiếp không ạ? Dạ,
Con chào thầy. Con xin hỏi thầy một câu như vậy này. Là khi mà đến 10 tỷ năm trái đất này đã hủy diệt rồi á, thì là cái ở trong không gian nó còn cái lời dạy của Đức Phật này không hay không ạ thầy? Khi mà trái đất này nó được 10 tỷ năm á, thì trái đất này nó bị hủy hoại hoàn toàn á, thì nền văn minh không gian nó còn tồn tại nữa hay không? Nó trở về nền văn minh không gian. Thì nãy tôi có giải thích rồi, một cái tin nhắn mà vô trong máy mình nó không vô thôi, thì giờ nó trở về nó đỡ không gian, chiều nào nó mở máy ra nó chạy vô. Nó trở về, bây giờ tất cả gì nó đều nằm ở trong không gian hết, không có ngỡ. Bây giờ khoa học nói cái này người ta mới hiểu, chứ ta tưởng đâu người tu dụng công này kia nó mới ra, không phải vậy. Cái dụng công nó ra là nó ra theo quy luật vật lý. Anh tu bất cứ gì ở thế giới này, anh làm bất cứ gì nó thành tựu theo vật lý. Còn tất cả như là văn minh, như chế máy ra điện thoại nè, rồi chế ra điện nè, rồi chế ra bom này kia, nó là nó lấy từ nền văn minh không gian nó làm. Rồi khi mà loài người lấy nền văn minh không gian quỷ về trái đất này rồi hết, thì dần đã hết sống rồi, nó chạy về. Cái văn minh nó phải chạy về chỗ đó. Bởi vì trong kinh Đức Phật có nói nè, tất cả gì nó từ trong cái chân không nó chạy ra. Vì thế mà ông thí dụ trong nè, khi tướng nước vượt lên đến đỉnh lại rơi về nguồn, có nghĩa là nền văn minh không gian nó đến với con người xài không hết xài, nó đem nó trở về. Nền văn minh không gian nó sẽ trở về cái vị trí của nó trong không gian này chứ không đâu hết. Nhưng mà chỉ có người nào thông thiên được mới nắm được cái này. Mà một vị tại sao thiên mấy con thiên nhãn á, nó lấy được cái tần số thấp của nền văn minh không gian, Phật nhãn thấy toàn bộ luôn cả cái càn khôn vũ trụ này. Vì thế mà ông Phật mới gọi là có ngũ nhãn. Phật nhãn là thấy toàn bộ càn khôn vũ trụ, từng con vi trùng từ nhỏ hơn. Nhưng mà tại vì ông không phải là cái nhà chuyên môn chế tạo, ông không làm, thì cái này để cho cái con người vật lý người ta làm. Vì thế mà tất cả các tôn giáo lập ra đạo hoàn toàn lấy từ nền văn minh không gian, bởi cái dòng bầu hoàng đạo một là từ trời ra lại thôi, trời dục giới ra lại thôi, không thoát ra được cái hai. Mà duy nhất chỉ có ông Thích Ca thì nói được cái bầu hoàng đạo hai, hoàng đạo ba luôn, hoàng đạo bốn. Rồi ngoài ra luôn, ngoài không gian, ngoài cái tam giới này luôn. Ông Thích Ca nói được sáu phần này. Mà bây giờ cái phần thứ sáu này phải là mấy ngàn năm sau ông mới nói. Lúc đó nó dạy người ta không hiểu, là vì người ta chưa có hiểu nền văn minh không gian là cái gì. Họ đã nói nền văn minh không gian là người ta cười. Rồi thứ nhất là bây giờ đó mình suy nghĩ là bây giờ mình cứ nói căn bản, mình muốn theo đạo Phật phải năm căn bản này. Trái đất này năm loài sống chung, thần người, ngạ quỷ, rồi ba cái loài này giải quyết vấn đề trên thế giới này, chứ không có vấn đề thế này. Mà bây giờ con người mà muốn giết con người, không, con người không giết đâu. Nhưng mà nên nhớ một điều, mình mới kinh nghiệm mới thấy này này. Ví dụ em tức cái gì, em muốn làm cái gì, có nhiều khi rồi em tức cái bỏ ha. Nhưng mà nó có hồn nhập vô, nó không chịu bỏ, nó xúi đập thêm. cái người mà giết nó mượn tay em giết chính là cô hồn, chứ không phải em. Cho suy nghĩ rồi ra tòa ngồi đó, ủa sao tôi làm này. Rồi mới chợt nhớ lại, nó muộn rồi. Không, đó tôi thiệt, tôi có thiệt, nhưng mà tôi hù chơi ai vậy, tôi làm thiệt. Là cái ông nào, cái ông nó đứng làm sao cũng giúp. Là nguyên tắc cái này, chứ không có thoát nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Lâu quá không thấy. Con xin chào bác, chào tất cả mọi người. Câu hỏi này con cũng bị kẹt, tức là người ta hỏi mà con bị kẹt, con không trả lời nào. Để con hôm nay vươn lên hỏi bác. Nên là trong cái tam giới này thì theo các nhà khoa học, người ta tìm thấy cái dải thiên hà của chúng ta bị không bình vững, tức là có thời điểm là thành trụ hại diệt. Thì trong các bầu hoàng đạo như là vòng hoàng đạo 1, vòng hoàng đạo 2, vòng hoàng đạo 3,
thì các khi mà cái tam giới nó bị vỡ ra thì các cái vòng hoàng đạo này có còn bền vững hay là cũng vượt theo rồi các nền văn minh trong không gian ở vòng hoàng đạo một nó có còn duy trì trong cái tam giới này không thưa bác? Tức là nhà khoa học á, họ tìm hiểu ra được á, là cái dải ngân hà này không còn được bền vững. Và cái nền văn minh không gian này á, nó có tồn tại khi cái tam giới này nó tan vỡ ra hay không? Nó đúng, cái tam giới khó tan rã rồi. Giống như là cái hồ nước vừa thiếu một chành thôi thì không tan rã. Tam giới nó có tuổi thọ chứ mới không đâu, nhưng mà khó lắm. Mặt trời nó cháy vì cái năng lượng mà của mặt trời cháy nó hết chứ mới không. Nhưng mà vừa hết nó đưa cái hành tinh dầu nó đổ vô, nó quăng vô thì làm sao hết, thấy không? Mà bây giờ đó khi mình nói ở đây là cái dải ngân hà, cái sự thật nó không phải nó gần, nó sắp hàng ra đâu. Mà thí dụ cái này nằm gần mình con mắt mình nhìn thấy, gọi là thấy, gọi là một chiều á, một đê đó, mình thấy nó sắp hàng, nó là dải ngân hà, chứ sự thật nó không phải nó sắp hàng, mà nó cũng có gần, nó đi theo cái tầm con mắt mình đó, chứ không phải ấy đâu. Nên nhớ rằng cái bây giờ con tính vậy nè, cái bầu hoàng đạo một này là nó có 6 trái đất mà có sự sống, nó còn bao nhiêu là hành tinh vật tư hết, mà nó hàng hà sa số đi, trong đó nó có hình một kim mộc thủy hỏa thổ hỏa lửa, rồi cái chữ thủy này nó có nhiều cái hành tinh, nước gì, nước dầu, nước này nước kia, chứ không phải nước lạnh không à, nó thì trong đó nó có cái loại nước, hoặc là nó có một cái loại đất mà nó quăng vô tới mặt trời để cho mặt trời trời cháy. Vì tại sao lâu lâu á thì nhà khoa học nó thấy là tại sao mà cái mặt trời nó bắn ra cái tia sáng rất mạnh, nó không hiểu, đó là tại thái dương quăng vô, quăng cái hành tinh vật tư để cho cháy á, nó quăng vô phừng lên. Bây giờ cái thầy ông Phận mới nói cái này, mà nếu lúc đó nói không ai chịu hỏi tin như vậy. Đó là để nó thêm năng lượng cho cái này, mà từ cái năng lượng này nó phát ra cái lực dương, nó đẩy ra, rồi còn cái năng lượng âm từ ngoài tam giới nó hút vào để cho thành một cái sức nén, nó thành tạo ra 4 bầu hoàng đạo, gọi là bầu hoàng đạo chứ không phải dòng hoàng đạo. Cái bầu tròn mà nó thì tất cả kim mộc thủy hỏa nó nằm ở trên cái bầu này này, mà cái đường mình nói á, ví dụ cái bầu này trái đất mình là 40.000 cây số, con nhớ ra là 1.000 lần nữa là con sẽ biết cái bầu hoàng đạo nó là bao nhiêu cây số tính từ trái đất. Vì thế mà cái nền văn minh không gian hết nó ở trong cái bầu hoàng đạo một thôi, nó không qua bầu hoàng đạo 2. Bầu hoàng đạo 2 là cái nơi hưởng phước, bầu hoàng đạo 3 là nơi hưởng phước, đầu hoàng đạo 4 cũng vậy. Tất cả đời văn minh nó nằm trong bầu hoàng đạo 1 thôi, không thoát qua được bầu hoàng 2 đó. Thì tất cả gì nó phải về ở trong bầu hoàng đạo, mà nó không phải là cái trái đất này ông Thích Ca vẫn lấy từ cái nền văn minh không gian này không đâu, mà tất cả trái đất kia mấy ông kia cũng vậy, cũng lấy cái này đem ra đem xài thôi, nằm ở trong đó chứ không đi thâu hết rồi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Vì thế mà cái thiền tông nó ra đời, nó mới chỉ đổi này mà, nhưng mà phải con người chân minh lên à, thì nói ta mới hiểu. Chứ nói thì là hồi xưa mà không có điện thoại đưa cái này ra không ai, ví dụ không ai tính nữa đó, không có điện thoại, không truyền hình nói này, thôi đừng có nói mất công, không ai hiểu. Ta nói mình mới tính, thấy không? Còn thắc mắc hỏi tiếp đi. Con hỏi một câu nữa là tình hình về mẹ con. Tức là trước á là mẹ con ở trong này thì mẹ con mở máy nghe được, và về nhà thì cũng mở máy nghe được. Cứ nghe một thời gian thì mẹ con lại lãng xao lãng về công việc, không nghe máy nữa, ít nghe đi. Và cũng trước đây cũng đi cái ở ngoài Thanh Hóa thì có cái nghe thánh cả,
và cũng hay đi cúng 14-15 hay đi lên đó đi cúng. Thì tự dưng đặt nghe được tới bây giờ nghe lại cái là ngoắc lại chửi con sôi sôi luôn. Đấy, trước này đang nghe rất là ổn. Thế bây giờ quay lại hỏi mẹ có nghe máy không thì chửi như điên vậy đó. Thì theo cái suy nghĩ của con mà chắc có lẽ mà đi nó bị cô hồn ông cũng lại quậy nên là lại quay lại chửi con giống bữa hồi xưa rồi. Thì theo cái suy nghĩ của con có phải vậy không thưa bác? Đúng, mình tu theo thiền tông này là phải cái tâm tài lực phải cho mạnh, còn không mạnh thì cô hồn nó cái hồi xưa mình mê cúng rồi đó, vô cái này cô hồn nó khiến đi chỗ khác, phải có cái nguyện lực cho mạnh về Phật giới và giải thoát thì mới theo nổi cái này, còn không phát hết mới bắt đầu vô thích là ai hay rồi vài bữa nó dụ đi tập bậy nhào vô mà nó dẫn mình đi mà làm sao biết. Nó cái này không linh mà không linh à, ông Thích Ca là không linh bằng cái ông này linh hơn. Tôi phải theo ổng ra thế giới này phải hiểu là thần là thực thi nhân quả rất nghiêm túc. Thứ hai, cô hồn muốn làm gì làm, nhưng mà cô hồn là người ta không thích mình về Phật giới ở lại đây, thì mấy người mê tín ở lại đây thì cô hồn rất mừng để có thức ăn chứ sao giờ không có mấy người mê tín thì cô hồn đói sao, thành ra khó lắm. Tu thiền tông coi chứ không vậy, nó gạt đủ chuyện hết không được, sau cùng nó quật mình luôn á. Mà mình mạnh thì không sao, mà mình yếu nó quật mình té luôn á. Rồi dạ, hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu thứ ba. Nên là cũng có người hỏi con mà trong cái thân ta thì có Phật tánh, tức là Phật tánh chỉ đạo xuyên qua cái tánh người. Và ở trong cái thân ta thì có muôn vàn, tức là không thể kể xiết được, nếu mà soi kính hiển vi thì chắc là nhiều vi khuẩn vi trùng lắm. Ở trong bụng thì dồn sáng đầy thì có phải các cái loài này mỗi loài làm nhiệm vụ mới kiểu không hả bác? Tức là các loài này cũng mang cái nếu mà bảo theo như tổ nói là nếu mà bảo không phải Phật tánh thì không đúng, mà nói Phật tánh thì không đúng, tức là nửa vời á, nói kiểu lấp lửng. Thì theo như là mỗi loài, tức là hỏi có Phật tánh không thì bảo là không, mà nói không có thì bảo sai. Thì giống như nói chuyện mà con chó có Phật tánh không á, ý là người ta hỏi như vậy thì trả lời là có không. Thì cái vi khuẩn vi trùng hay là con giun con sán trong bụng mình thì chả phải là cái tinh thần mình nó quá có quá nhiều Phật tánh như ông nói như thế, thì con bị dính, bị cứng kẹt vậy sao không tài nào phá được cái ý của người ta, lý giải không nổi. Thì theo như là theo con suy nghĩ là giải thích là mỗi chủng loại như là trâu bò dê chó hay là cái loài địa ngục hay cái gì đó là mỗi loài mỗi nhiệm vụ khác nhau, theo ý của con suy nghĩ như vậy, con giải thích cho người ta như vậy có đúng hay không? À, được bác, vậy con xin hết. Dài quá, nói lại cái phần thế là trên thân mình được có quá nhiều cái vi khuẩn vi trùng rồi trong bụng cũng vậy, thì trong người mình nên nhớ rằng đừng nói vi trùng gì, tiêu trùng mà không thấy tế bào mà mình thấy rất nhỏ mà hàng tỷ 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 tế bào nó có, nó mới hòa hợp lại, nó duyên hợp được là do cái nghiệp nó nối. Nhưng mà cái nghiệp đó là gì? Nó do điện từ âm dương nó cuốn lại, giống như từ cây cọng chỉ ấy, mà còn đang được cái lưới cái áo, nó phải có cái công thức của nó mới ra được cái áo cái lưới. Thì cái thân con nó cũng vậy nha, nó phải có cho mấy không. Nhưng mà điều sở dĩ mà cái nãy cô nói là dù cái tánh Phật, ông Phật nói là nếu mà nói thế gian cái tánh Phật không đúng, tại sao nó không có hình tướng, mà nếu mà nói ra thì phải giảng cho người ta nghe, hỏi chứ ở tánh Phật là như thế nào, làm sao được, nó là nói được, nó nghe bằng nó. Bởi vì ông Phật ông nói là khi nào có loài người văn minh ra lên cao mới giải thích cái này. Khi loài người văn minh lên cao, ngày xưa ông ấn ở trong này hàng hà sa số hình ảnh, nó chửi nó không, nó nói ông là mê tín. Thì bây giờ mình nói đây thì hàng hà sa số hình ảnh là rất đúng, ai có phương tiện mở ra thấy liền, phải không? Đó, thành ra
cái tánh Phật mà nếu mà đưa vô cái thế gian này nói tánh Phật không có đúng. Tại vì cái thế giới vật lý này nói không được đâu, không diễn tả được cái này đâu, mà gượng gạo nói để cho người ta biết thôi. Nhưng mà tổng chứng minh rằng thấy là thấy như thế nào, nghe nào, nói thế nào, chứng minh rằng không có nghe được. Tôi chỉ thấy thôi, hỏi thấy sao, thì anh thấy, tôi thấy là biết vậy thôi. Ai thấy đều biết. Nó nói về cái Phật tánh là không có ngôn ngữ đâu. Đó, mình phải hiểu này. Nói đi sâu vào cái thiền tông này nè, nó không đúng là với cái hiểu biết của người, mà chỉ con người hiểu sâu về khoa học thì nói thì mới nghe thì mới tin. Mà ông nói 1 triệu người chỉ có 1 người tin thôi, còn bao nhiêu người cũng gặp nhưng mà tạm tin thôi. Nha, ý vậy phải không? Hôm nay thì hỏi thêm. Thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi là Phật tánh từ ngoài Phật giới vào trong tam giới thì rất nhiều, mà khi Phật tánh từ trong tam giới đi ra ngoài Phật giới thì lại rất ít. Với một cái tỷ lệ như vậy mà sau khi mà tam giới đến thời kỳ hoại diệt thì các cái loài như là Phật tánh rồi trung ấm thân rồi một các cái số loài trời và một cái số loài sống trong điện tử ấy, thì cái ảnh hưởng của cái tỷ lệ vào nhiều ra ít như thế nó có ảnh hưởng gì không ạ? Nói giờ Phật tánh vô nhiều, tôi nói thật đó là bây giờ Phật tánh nếu mà nói có hình thể nó tương đương bằng một nguyên tử thôi, bằng một nguyên tử thôi, mà cái nguyên tử thì nó nhỏ, một vòng điện tử thôi, cái nguyên tử nó đẻ ra 1 triệu cái nguyên tử, con suy nghĩ là nó bao lớn, cái Phật tánh bao lớn. Tại vì nó muốn mang một kim thân Phật nó vào đây này, nhưng mà nó quên đi, nó mang thân trời nó lên trên, và bây giờ nó mang cái thân mà loại các con ngược đỏ chỏ chỏ rồi sao, rồi tính sao? Mà cái không gian này đâu phải nhỏ. Vì thế mà khi mà cái vào đây mà nó nhiều quá đó, nó chỉ cần mà mang thân con người, Đức Phật dạy là cái đất này 10 tỷ phải quý gì ạ? Bởi vì 10 tỷ cái tưởng nó chọi nhau là tự động cha con nó giết nhau. Chứ còn bây giờ ở trong rừng cũng vậy, cái con hương con nai không thể quá nhiều được, là vì nó phải cân bằng để cho mấy con khác nó ăn, thì cái gì cũng vậy, thì con cọp á sao, con người ăn con cọp nó cũng phải cân bằng nó lại hết. Thì đừng có lo, nó vô bao nhiêu thì nó vô, nó ra bao nhiêu, thành không thành để đề. Bởi vì nói vô đây là xin lỗi, nó mang một cái thân người là con 60-70 kg là nó còn tồn tại chiếm 1 vị trí. Khi mà con trở lại cung mắm thân, xin lỗi là 1 khối là chứa 1 tỷ trong cung mắm thân luôn, bởi vì nó bằng điện tử mà. Thì bây giờ này hỏi bây giờ hỏi vậy chứ cái không gian này mà ta chiếu về hình ảnh một cái tòa nhà đi, mà đưa vô trong máy vi tính á, 1.000 cái máy nó cũng có 1.000 cái tòa nhà có chút xíu nào này, là nó nằm ở đâu? Nó nằm trong không gian này đâu, nhưng mà nó bằng hình, bằng điện từ, nó không chiếm không gian, mà chỉ bằng tứ đại mới chiếm không gian thôi. Còn con hỏi này là con hỏi về tứ đại, thấy không? Chiếm không gian của tứ đại. Bây giờ nãy tôi đã nói là 1 tỷ cái máy ở đây chiếu hình ảnh 1 tỷ cái nhà nó cũng có chút xíu vậy thôi, nó không có lẫn lộn, nó không chiếm không gian nhiều. Vì thế muốn vào Phật tánh anh muốn vô nhiều nhiều, muốn ra nhiều cũng tại vì mà nên nhớ rằng khi nó vô đây nó mang cái thân mà cô hồn đó, xin lỗi mình ở đây 100 người nó đầy cái này, chứ hồn 1 triệu người không đầy, vì nó mang điện từ dương mà nó đâu có chiếm không gian. Ý là hỏi vậy phải không? Đâu có đừng lo, vô bao nhiêu vô ra nhiều ra không thành vấn đề. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thầy cho con hỏi câu hỏi tiếp theo là khi tam giới mà bị hủy diệt thì cái vòng hoàng đạo bên phía bên ngoài cùng á, để bảo vệ tam giới á, thì có bị hủy diệt hay không? Mà khi bị hủy diệt thì cái sự giao thoa giữa điện từ quang và điện từ âm dương có ảnh hưởng gì? Nói về tam giới bị hủy diệt thì mình phải họ mà nói về trái đất bị hủy diệt trước đi. Nên nhớ hiện bây giờ cái bầu hoàng đạo một này nè,
Bây giờ ông Phật nói đến cái đời mạt pháp đó thì nó phải có từ 7 đến 10 cái hành tinh mà bằng trái đất á, nó đã điều khiển thời tiết được rồi đó. Đợi khi có cái bầu, có cái tâm trái đất nào mà nó bị tiêu á, nó bị tiêu diệt á, thì ông trời Thích Thế Dương mới điều khiển lại. Thì cái kia vừa rã ra thì những người mà có phi thuyền, có gì đó, có dĩa bay gì đó, họ bay, họ đáp vô, họ thấy đó nha, họ thấy họ chỉ bay tới thôi, nhưng mà sự thật nó rất gần. Thì thời gian trong vòng một ngày hay nửa ngày là tới rồi. Thì cái đó gọi là trời Thế Dương mới thay thế bằng cái hành tinh mới cho những người này. Nhưng mà tuy bay một ngày hai ngày tới, nhưng mà cái tồn, cái sinh sống trên cái phi thuyền đó không có nhiều, chỉ 1/1000 thôi. 1000 người chỉ sống có 1 người thôi. Là vì nó qua, nó thay đổi cái, bởi vì khi mà dục đưa ra thì cái không gian mà điện từ âm dương đang cuốn cái này nó dừng lại. Nhiều người tim mạch yếu chết liền, thì nó đáp xuống, nó còn một phi thuyền đi gỗ chú chở 100.000 người, chứ sự thật trên này còn sống 1-2 người thôi, chứ không có số nhiều. Thì cái đất kia nó tiếp tục đưa vô liền, cái đất kia nó ổn định thực lý à, đưa về. Mình cái người sống này là làm thủy tổ loài người, nói về của trái đất mới. Còn cái đất mà nó bệnh rồi sống lại, bệnh sống đó là một ngàn lần nó mới hết. Thì cái đó là nói về một cái trái đất nó bị tan rã. Còn nếu mà nói về cái tam giới bị tan rã thì nó cũng giống cái này. Thì bắt buộc phải tạo trước một cái tam giới trước. Tam giới này bung ra quăng cái tam giới này vô, thế chỗ này liền. Nha. Phải nguyên tắc do từ Thế Dương làm. Nhưng mà cái mà tấu tạo tam giới không phải trời Tứ Thiên Dương của một cái tam giới này, mà do trời Tứ Thiên Dương cộng tác giữa tiểu thiên thế giới mới làm cái này. Nên nhớ, tiểu thiên thế giới mới là tạo được cái tam giới. Thấy không? 1000 ông đó đó, ông đúng bằng ấy mà ông mới tạo được cái này. Mà cái này á thì ông Phật không cho nói công khai. Rồi con hỏi tiếp. Vâng, thế là ý thầy giải thích con cũng lắm được, nhưng mà con còn băn khoăn là ví dụ như là một tam giới mới được hình thành đi, thì khi tam giới đến thay thế vị trí của tam giới đang bị tan rã, thì trong đó nếu như là trái đất thì là mình có phi thuyền mình bay sang và con người bay sang, nhưng vì đây là tam giới thì chứa rất nhiều loài, trong đó có bao gồm là loài người, loài trời và các cái loài khác, thì khi di chuyển các loài đó sang tam giới mới thì họ có sang hết hay không, hay là họ ở đâu? Khi mà một tam giới bị hủy diệt á thì 45 hành tinh đó nó sẽ bị như thế nào, và cái là rồi cái tam giới thay thế á, rồi nó sẽ bây giờ nói là nó một cái đất bị hủy diệt thì một cái đất đưa vô, một tam giới bị hủy diệt rồi thì toàn bộ một tam giới đưa vô. Ha, mà nó đưa vô á là 1000 cái từ Tứ Thi Dương làm cái chuyện này chứ không phải một ông. Nên nhớ rằng cái đất này á, tam giới này có 4 ông Tứ Thiên Dương thôi, mà nếu một tiểu thiên thế giới á là nó 4000 cái ông trời Tứ Thiên Dương. Giống như ở đây con rinh được 10 kg đi, là một mình con rinh được, nhưng mà 1 tấn làm sao rinh vẫn được, với điều kiện là phải có 1000 người là người phụ con mỗi người một chút nha. Thì người ta tổ chức cái vấn đề tam giới cái tuổi thọ nó, mà con phải tính như vậy nè. Ông Phật thì không thể chưa, con không có nói là cái thời gian cái tam giới này nó đã tồn tại bao lâu, mà ông chỉ nói cái đất này là đã tồn tại 7 tỷ rưỡi năm rồi, từ khi ông mất. Rồi ông nói cái tam giới cái dương lên cái đất 10 tỷ năm mất, thì cái tam giới đó, nó nhân 3 lần ngàn nữa, có nghĩa là một nhân 3 lần ngàn của tỷ là bà lộc còn có cái máy gì tính con cũng biết là mấy chục tỷ tỷ năm tam giới nó mới rã được. Thì bổn phận ông cũng biết cái tuổi thọ rồi, biết rồi thì từ từ ông mới sản xuất ra, ông để dành.
cái lỗ đen vũ trụ mà sản xuất cho tam giới nó không, mình ở đây không thấy được, mà nó nằm ở ngoài, ở trong càn khôn vũ trụ. Câu hỏi là cái lỗ đen của càn khôn vũ trụ nó khác, còn cái lỗ đen của mình là gọi là lỗ đen vũ trụ, hoặc là nói gọn là lỗ đen tam giới. Khoa học nó chưa biết cái lỗ đen càn khôn vũ trụ chuyên môn để sản xuất tam giới. Nó cũng giống như này, giống như con ở đây, cái nhà máy con sản xuất cái chiếc xe chở 4 người gì, thằng kia nó chở 10 người, 40 người, 400 người, nó có hết á. Nhưng mà cái thời gian là khác. Mà ông Phật thì chỉ nói phớt qua cái vụ mà hình thành một tam, kêu bằng thay thế một tam giới. Cái đất thì ông nói rất rõ, nhưng mà hình thành cái tam giới ông nói rất ít. Là vì ông nói là cái này cũng như là mình tìm hiểu là phí công á, mình lo mình chạy về đi, rồi qua đó rồi mình phần nhãn mở ra thấy hết rồi, ông nào làm gì làm thấy hết nha. Thì cái này con hỏi vậy thì cũng ấy. Giải thích thế là con đã nắm được cái vấn đề là người sản xuất hành tinh tam giới mới và sự thay thế của tam giới mới. Còn cái vấn đề như là Phật tánh và các cái loài trong tam giới sang cái tam giới mới ấy, thì như thế nào thì con cũng chưa được rõ lắm. Vấn đề hai đó là cũng không hỏi chuyên sâu về cái lĩnh vực đấy nữa. Hỏi từ câu thầy cho con hỏi là cái đơn vị mà Phật tánh ngủ quên trong tử cung người mẹ là 9 tháng 10 ngày có tỷ lệ thuận với các cái loài trời cũng cứ tương đương với cái tỷ lệ thuận đó, thì cái con số 9 tháng 10 ngày đó liên quan gì cho cái vấn đề bị ngủ quên của Phật tánh ạ? Cái Phật tánh ở đầu thai làm người thì là 9 tháng 10 ngày, còn ở các cõi trời thì nó tỷ lệ thuận theo cái hệ số là bao nhiêu? Hệ số là 9 tháng 10 ngày. Không phải 9 tháng 10 ngày, bây giờ thì nó có riêng. Ở đây thai mẹ là 9 tháng 10 ngày, lên trên cõi trời dục giới nó thêm một con zero nữa là bao nhiêu? Thì nó phải đi theo cái luật của nó. Rồi lên cây cõi trời cái thứ ba nữa là gì, là hai chim con zero nữa là ba con. Nó thì cái tuổi thọ nó có nghĩa là ở đây anh 100 tuổi thì anh 9 tháng 10 ngày hình thành con người, anh 1000 tuổi thì chín thì nó nhân còn thêm con zero nữa. Nó là quy luật vật lý nó là vậy. Nhưng mà con muốn hỏi là cái con số 9 tháng 10 ngày là nó có liên quan gì đến cái vấn đề ngủ quên của thực tánh? Thì cái này là cái quy luật đó, là cái này là thế giới vật lý nó mới hình thành ra cái đó. Thì bây giờ mình con người 9 tháng 10 ngày nó ra còn nó mới đúng, còn cái con thú nó khác tùy theo cái tuổi thọ. Mỗi một cái con nó đều nó nằm lên này, nó phân định của thế giới vật lý. Cái đó là ông Phật không phải là ấn định, mà ông Phật chỉ biết cái thế giới vật lý nó là vậy thôi, chứ ông Phật không phải phân định. Nhớ là ông Phật không phải phân định cái 9 tháng 10 ngày này, mà ông biết cái quy tắc vật lý. Giống như con trồng cái, tại sao cũng trồng một cái hạt xoài mấy ngày đó lên, mía mấy ngày đó lên, ngô mấy ngày đó lên, tùy theo cái vật lý của nó. Cái này thì ông không có nói rõ, nhưng mà đều nói là cái đất này là cái đất sanh ra nhân quả, có nghĩa là tất cả gì ăn ở trên này, sống trên này, đứng ở trên này phải theo quy luật nhân quả của cái đất. Ông chỉ giải thích vậy thôi, không ai thoát ra được. Ai nói sai là người đó không đúng, lừa người. Ông nói thật á, nếu mà người đó nói này đó kia là lừa người. Còn nói ông nói trái đất này là trái đất nhân quả, bởi vì đạo Phật chủ trương là nhân quả luân hồi giải thoát. Còn các tôn giáo kia không phải tổ chức vậy, mà nghĩa là ai làm thiện lên trời, ai làm ác xuống địa ngục, có vậy thôi. Tất cả các tôn giáo đều nói vậy, chỉ có đạo Phật ông phân tích theo khoa học luôn. Vì thế mà các nhà khoa học mới nói là khoa học càng tiến tôn giáo bị lùi. Tôn giáo đây là nó ám chỉ cho người mê tín, chứ đạo Phật thiền tông không mê tín làm sao lùi được.
mà thiền tông khoa học càng cao thì thiền tông càng rõ. Nên nhớ là thiền tông khoa học càng cao thiền tông càng rõ, không không có lùi được. Đâu thì con hỏi tiếp đi. Con hỏi thầy một câu cuối cùng nữa là Phật là một vị toàn giác, có nghĩa là Phật đã biết được mọi thứ trong tam giới này, từ vật nhỏ nhất là vi trần và lớn nhất là càn khôn vũ trụ. Vậy theo lý mà biết ấy, thì Phật phải biết đường về Phật giới chứ, sao khi mất thân người rồi vẫn phải có một vị Phật là nhiên đang dẫn đường về ạ? Phật là một vị toàn năng toàn giác, nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca lại phải nhờ Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dẫn đường về thì mới về được? Khi nào con thành Phật với toàn năng toàn giác mà ông Thích Ca ra đâu phải? Ông Thích Ca ở đây là làm con người toàn năng toàn giác chứ phải là Phật đâu. Ông phải mang cái thân tứ đại làm sao ông thấy được? Giống như bây giờ con là con người khỏe nè, con thấy rõ nè, nhưng mà nhốt trong cái lồng đen thùi con thấy không? Thì cũng phải có người dẫn con đi. Chừng nào con mở cái lồng này ra thì tự con đi được. Con giỏi toàn năng toàn giác gì nhưng mà con mang cái lồng đen rồi thôi con chịu thua. Không phải, nó lệ thuộc vào cái thế giới vật lý này. Con sống ông Thích Ca thành Phật thì không ăn được, ông thành ăn được 3 ngày cũng chết như thường, vì thế giới vật lý mà. Có nghĩa ông vào đây ông mang thân tứ đại là ông bị che phủ bằng thân tứ đại, làm sao ông phát được cái toàn năng này. Nhưng mà cái toàn năng ông là ông biết được thôi chứ không làm được. Nên nhớ được năng, ông giác là ông biết được nhưng mà không làm được, là vì lý do. Thế nếu mà mang trung bấm thân thì con nên nhớ rằng một điều á, trung bấm thân nó di chuyển bằng tốc độ của điện từ. Đúng rồi, tốc độ bằng điện từ nó gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, có nghĩa là đi từ đây qua Mỹ nó trong nháy mắt thôi, thấy không? Đi nửa vòng đất trong nháy mắt thôi. Vì thế mà mình mới thấy nè, mình cũng muốn hiểu được cái tốc độ điện từ nó đi như thế nào. Bây giờ con có 2 cái đài TV để tại nhà con, một mở đài Hà Nội, 2 mở đài Sài Gòn. 2 cái này nó phát cùng một lượt, nhưng mà đài Hà Nội nó đến chậm hơn bao nhiêu, đài Sài Gòn nó đến nhanh hơn bao nhiêu, thì mới đo được cái tốc độ của nó, mình ta mới phân định được. Dù có ổng, dù có năng có giác gì, ổng chỉ biết mặt mà ổng mang cái thân này, đói ổng phải ăn, ngủ ổng phải ngủ, chứ không có thức là ổng thoát vô với cái quy luật này. Thì ông nhiên ổng cũng đâu có hiểu được, mà ổng về Phật giới ổng mới thành Phật, về đến rồi ổng mới hiểu, vô trung tâm vận hành là ổng mới hiểu, mà hiểu rồi đã về thật giới rồi, còn về thế giới đâu có làm được. Nên nhớ là dù có hiểu gì thì hiểu, nhưng mà tuyệt đối không có can thiệp vào thế giới vật lý được, vô đây là phải đúng theo quy luật của nó, không cách nào thoát được hết. Có hiểu, giống như người thế gian, con dù bác sĩ hay tiến sĩ gì cũng được, nếu mà nhập ngũ làm anh binh gì, con cũng là anh binh gì thôi, chứ không có làm, không có mang cái bằng bác sĩ vô là được. Ra trận đánh, biểu bắn con phải bắn, tiến sĩ cũng bắn, mà cái người giới cũng bắn, người lớp 12 cũng bắn, chứ không có cái nào khác hơn. Vô, cái bằng vô, kỷ luật của thế giới vật lý, phải đúng theo quy luật của nó, không thoát ra được cái quy luật này. Ông Phật bởi vì ông Phật không can thiệp, ông Phật nói thật ra tất cả những gì ông can thiệp được, nhưng mà ông vừa can thiệp là ông bị chết liền, phá vỡ. Vì bằng chứng là tại sao một kiền liên có thần thông, ông Phật khuyên đừng có sử dụng thần thông trong thế giới này, chỉ có ông thần mới thử được thôi, còn ông là con người, sử dụng thần thông là ông coi chừng bị nhân quả nó quật ông liền. Thì rõ ràng mới sử dụng thần thông chút xíu 5 phút thôi mất hết rồi. Sớm làng nó biết cha này hồi đó có thần thông hù tôi, giờ tôi đập cái chết luôn. Nguyên tắc thế giới này là phải thiền cho đúng. Bây giờ tôi nói thiệt, ví dụ mà con mà có làm chủ tịch tỉnh đi, có đi xe hộ, có lính hộ vệ á, thấy không, thì nó sợ con. Chứ con đi tay không, con đậu cái nón lá con đi, nó đập con chết luôn. Nó phải đúng cái vị trí của nó, thấy không? Rồi hỏi tiếp, hỏi đi. Câu hỏi đấy là cho mọi người hỏi tiếp. Dạ cũng đã quá trễ rồi, thôi xin VF bữa nay kết thúc à. Xin cảm ơn quý vị.